Pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ khuyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Nam mô Bụt-tha-ya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt-đa-tha-ma trên Banh Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích, tỳ kheo Giác Đẳng, bài 38, Đại Kinh Đoạn Tận Ái, Maha Tăng Ha Sang Khá Giá Xuất Tá, phân đoạn 169, phân đoạn 169 do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đến nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là tu tâm thiện. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 38, Đại Kinh Đoạn Tận Ái, Maha Tăng Ha Sang Khá Giá Xuất Tá, phân đoạn 169, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Văn đệ tử Phật.
Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Ái Tận Đại Kinh. Với cái phân đoạn số cùng 169. Trong phân đoạn này, Đức Ngài đã hỏi các vị tỳ kheo như là để trắc nghiệm các vị. Về lý duyên sinh theo thuận và nghịch, và ngày hôm qua chúng ta học phân đoạn 168 thì Đức Phật cũng thuyết về cái lý duyên sinh. Nhưng mà Ngài thuyết từ 4 thực lấy gì làm tập khởi, lấy ái làm tập khởi, rồi ái lấy thọ làm tập khởi. Cái đó là Đức Phật Ngài thuyết bắt đầu từ giữa trở về gốc là vô minh. Cho nên chúng ta cần phải hiểu Đức Phật thuyết duy sinh có 4 cái đầu vào. Một là thuyết từ đầu, thuyết bắt đầu từ gốc đến ngọn. Arito Pathaya Yavva Pariyosana Desiti. Thứ hai là Ngài thuyết bắt đầu từ giữa đến ngọn, Machato Pathaya Yavva Pariyosana Desiti. Thứ ba là thuyết bắt đầu từ ngọn đến gốc, Pariyosanato Pathaya Yavva Arito Desiti. Thứ tư là thuyết bắt đầu từ giữa cho đến gốc, gọi là Machato Pathaya Yavva Arito Desiti. Thì ở trong cái phần trình bày hôm nay đó, là Đức Phật Ngài thuyết duy sinh từ gốc cho đến ngọn, tức là vô minh duyên hành, hành nhân thức, thức duyên sắc, vân vân, cho đến sanh duyên lão tử, sầu bi khổ oai. Và Ngài thuyết ngược lại, tức là từ ngọn trở về gốc, là già chết, sầu bi khổ oai, do sanh làm tập khởi, sanh do hữu làm tập khởi, hữu do thủ làm tập khởi, thủ do ái làm tập khởi, ái do thọ làm tập khởi, vân vân, cho đến hành do vô minh làm tập khởi. Thì như vậy gọi là thuyết xuôi thuyết ngược, nhưng mà cái nào cũng từ gốc đến ngọn, ngọn đến trở về gốc, đầy đủ 12, chứ không phải giống như là đoạn kinh phân đoạn ngày hôm qua chúng ta học 168 là thuyết từ giữa trở về gốc, gốc trở về giữa. Và bây giờ thì sau
Xin mời cô Phương Lan đọc cho chính văn của phân đoạn bài kinh ngày hôm nay. Sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân, giảng sư của chương trình ngày thứ bảy, sẽ giảng giải rộng rãi ý nghĩa này. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn quý Sít. Con xin được đọc kinh văn. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 38 Đại Kinh đoạn Tận Ái, Maha Tăng Ha Sang Khá Giá Xuất Tá, phân đoạn 169, sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải bài 38 Đại Kinh đoạn Tận Ái, Maha Tăng Ha Sang Khá Giá Xuất Tá, phân đoạn 169. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ định lý về ý dương. Chấp thủ thường kiến là không hiểu rõ định lý về y tương sinh. Đó là nguyên lý của hữu vi pháp. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không có. Như vậy là không có sự hiện hữu đơn thuần mà luôn có lực tác động. Có hai cách lý giải về giáo lý duyên khởi. Cách giải thích thứ nhất, phổ thông thường thấy ở kinh tạng là thập nhị duyên khởi, giảng theo tam sinh hay ba kiếp, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là cách trình bày theo hình thức quy mô macro. Cách giải thích thứ hai, tìm thấy trong A Tỳ Đàm là thập nhị duyên khởi xảy ra trong kiếp hiện tại. Đây là hình thức bài trình bày theo vĩ mô micro. Tương tự như cách giảng về tứ đại, có khi tách rời đất, nước, lửa, gió, có khi giảng bốn đại là sắc bất ly. Kinh văn duyên theo chiều thuận. Như vậy này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, được hiện hữu. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, duyên theo chiều nghịch. Trước đã nói, sanh duyên già, chết, do duyên sanh nên già chết hiện khởi. Này các tỷ kheo, sanh duyên già chết có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, sanh duyên già chết như vậy là đối với chúng con nghĩa là ở đây là vậy, sanh duyên già chết. Trước đã nói hữu duyên sanh, này các tỷ kheo, hữu duyên sanh có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, hữu duyên sanh. Trước đã nói thủ duyên hữu, này các tỷ kheo, thủ duyên hữu có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, thủ duyên hữu. Thủ duyên hữu. Trước đã nói ái duyên thủ, này các tỷ kheo, ái duyên thủ có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, ái duyên thủ. Trước đã nói thọ duyên ái, này các tỷ kheo, thọ duyên ái có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, thọ duyên ái. Trước đã nói xúc duyên thọ, này các tỷ kheo, xúc duyên thọ có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, xúc duyên thọ. Trước đã nói sáu nhập duyên xúc, này các tỷ kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, sáu nhập duyên xúc. Trước đã nói danh sắc duyên sáu nhập, này các tỷ kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, danh sắc duyên sáu nhập. Trước đã nói thức duyên danh sắc, này các tỷ kheo, thức duyên danh sắc có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, thức duyên danh sắc. Trước đã nói hành duyên thức, này các tỷ kheo,
hành duyên thức có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, hành duyên thức như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Hành duyên thức trước đã nói vô minh duyên hành, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Vô minh duyên hành. Tóm lược về duyên, lành thai, này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết sầu, bi khổ, ưu não, cùng sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Diệt theo chiều thuận, do vô minh đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết sầu, bi khổ, ưu não, điều diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Diệt theo chiều nghịch, trước đã nói, do sanh diệt nên già, chết diệt, này các tỷ kheo, do sanh diệt nên già chết diệt phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già chết diệt như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do sanh diệt nên già chết diệt, trước đã nói do sanh diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, này các tỷ kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do hữu diệt nên sanh diệt, trước đã nói do thủ diệt nên hữu diệt, này các tỷ kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do thủ diệt nên hữu diệt, trước đã nói do ái diệt nên thủ diệt, này các tỷ kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do ái diệt nên thủ diệt, trước đã nói do thọ diệt nên ái diệt, này các tỷ kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do thọ diệt nên ái diệt, trước đã nói do xúc diệt nên thọ diệt, này các tỷ kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do xúc diệt nên thọ diệt, trước đã nói do sáu nhập nên xúc diệt, này các tỷ kheo, do sáu nhập nên xúc diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do sáu nhập diệt nên xúc diệt, trước đã nói do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, này các tỷ kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, trước đã nói do thức diệt nên danh sắc diệt, này các tỷ kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Trước, Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc nên danh sắc diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do thức diệt nên danh sắc diệt, trước đã nói do hành diệt nên thức diệt, này các tỷ kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt, như vậy đối với chúng con, nghĩa ở đây là vậy. Do hành diệt nên thức diệt,
Trước đã nói do vô minh diệt nên hành diệt, này các tỷ kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có phải không, hay ở đây nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt, như vậy đối với chúng con nghĩa ở đây là vậy, do vô minh diệt nên hành diệt. Tóm lược về diệt lành thai, này các tỷ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Cái này không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt. Như vô minh diệt nên hành diệt, nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt nên sáu nhập diệt nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt nên già, chết, sầu, bi khổ, ưu não diệt. Như vậy là sự đoạn tận, sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Những điểm cần nhớ: vô minh duyên hành có nghĩa là do không biết nên hành động tạo tác. Thí dụ như một người tất bật làm nhiều công việc để kiếm tiền, bởi vì không biết cách làm ra tiền nhẹ nhàng hơn. Người đó nghĩ mình làm nhiều việc vì biết nhiều thứ, kỳ thực là làm nhiều việc do không biết cái nên làm. Hành duyên thức là từ hành vi thiện ác tạo nên chủng thức tái sanh tương ứng. Thí dụ như trồng cây thì ra trái, trong trái có hạt giống để tạo ra cây. Thức duyên danh sắc là thức tái sanh tạo nên sanh loại. Thức tái sanh có năng lực quyết định phần lớn bản sắc của đời sống. Mới giống như một hạt cải, tuy rất nhỏ nhưng chứa đựng đầy đủ hình tướng mùi vị của cây cải sau này. Danh sắc duyên sáu, duyên lục nhập là sanh loại, tạo nên đặc tính của các căn hay giác quan, cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mỗi loài có khác, mỗi loài một khác. Con mắt của loài vật giống không giống loài người. Lục nhập duyên xúc là có các căn thì có tiếp xúc với các cảnh, như một quốc gia với nội các, chính phủ có nhiều bộ được thành lập, nếu có các bộ thì tự nhiên phải có những công việc liên đới xảy ra. Xúc duyên thọ là do tiếp xúc với cảnh nên sanh ra cảm giác, chính ở đây là mấu chốt chiêu cảm quả nghiệp tốt xấu, qua khổ thọ lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ. Thọ duyên ái là từ cảm giác khổ thọ lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ sanh ra ưa thích. Thí dụ như một người không biết uống trà thì đối với tất cả trà đều dẫn dưng, nhưng khi đã có phân biệt tinh tế vị trà thì sanh có sự trân quý đối với những thứ, đối với những thứ trà ngon. Ái duyên thủ là có ưa thích thì có bám víu. Như một người không biết phân giá trị cây hoa trong vườn thì không nghĩ đến còn mất, nhưng một khi có ưa thích hay hiểu được giá trị của một loại hoa hay cây ăn trái trong vườn thì bận tâm chăm sóc nhiều. Thủ duyên hữu, thủ duyên hữu có nghĩa là do sự bám víu nên thể hiện qua hành động tạo tác. Như một người ưa chuộng cái gì đó nên cố gắng đi làm tạo ra tiền để có được cái mình muốn, để tạo ra được cái mình muốn có. Hữu duyên sanh có nghĩa là từ nghiệp tạo tác tạo sanh quả, từ nghiệp tạo tác tạo sanh quả ở tương lai. Như một người do lý do này lý do khác dời đổi chỗ ở thì dọn đến nơi khác là sự bắt đầu một giai đoạn mới. Sanh duyên lão tử có nghĩa là trong sự sanh đã có yếu tố quyết định thọ mạng, dù chủng loại nào thì cũng có hiện tượng lão hóa và chấm dứt bằng cái chết. Đó là bản chất tự nhiên. Nên cẩn thận, nên lưu ý vài điểm về giáo lý duyên khởi. Trình bày thì có đầu đuôi, có đầu có đuôi, nhưng thực tế là một xoay vần không mối ban đầu. Trong bài kinh này, tứ thực, ái và vô minh đều được đề cập, khiến người nghe có thể nghĩ là một trong ba thứ đó là điểm tiên khởi, nhưng kỳ thực không nên hiểu như vậy. Nên chỉ nhìn vào hai khía cạnh bị tạo và trợ tạo, không nằm trong khung thời gian, có thể từ kiếp này sang sanh kiếp khác như hành duyên thức, hữu duyên sanh, có thể từ đầu đến cuối kiếp sống như sanh duyên lão tử, có thể không nằm trong ý niệm thời gian như danh sắc duyên lục nhập. Chữ diệt nigrotha như trong câu vô minh
diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, vân vân. Nên được hiểu là cái này không có thì cái kia không có, chứ không phải diệt là cái đang có bị đoạn tận. Bài kinh tụng sau đây có thể dùng là một tóm tắt cho giáo lý duyên khởi. Bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội là nhân tạo nên hành. Từ hành vi thiện ác, gieo chủng thức tái sanh, như vậy chính do hành, kiết sanh thức tập khởi. Thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm, bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc. Vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan, như vậy do danh sắc lục nhập được hiện thành. Sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh. Sáu căn gặp sáu cảnh, khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành. Khổ lạc ưu hỷ xả, nhân sanh mọi chấp trước, Phật dạy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục. Tham muốn nên dính mắc, dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy, biểu hiện muôn sở hành, như vậy do duyên thủ tác động hữu duyên khởi sanh. Có tạo tác, có quả, có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành. Có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh sầu bi khổ u não, toàn bộ khổ uẩn này được hiện thành tập khởi. Không vô minh không hành, không hành thời không thức, không thức không danh sắc, không danh sắc không lục nhập, không lục nhập không xúc, không xúc không cảm thọ, không cảm thọ không ái, không ái dục. Không thủ không chấp thủ, không hữu không hữu thời, không sanh không sanh không lão tử. Sầu bi khổ u não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Sau đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi Hoan Hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn cô Phong Lan đọc bài hôm nay. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thầy Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị Phật tử rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay thì chúng ta học đoạn số 169. Ở trong nội dung của đoạn 169 này là nói về giáo lý duyên khởi. Thì chúng ta biết đó là cái giáo lý duyên khởi là một cái đề tài rất là lớn. Sự thật ra thì với bấy thời gian thì chúng ta trình bày về giáo lý duyên khởi thì nó có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu sắc và đặc biệt, cũng như là sự giáo lý ở trong cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến cái sự có mặt, sự hiện hữu của chúng sanh. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài đạt về thành quả chánh đẳng chánh giác thì Ngài đã thấy rõ được cái sự vận hành của cái thế gian này, cái sự mà hợp thành, cái sự mà có mặt của chúng sanh do cái 12 cái mắt xích này. Và vì vậy khi mà Ngài hiểu rõ về những điều đó, khi mà Ngài chứng ngộ, liễu tri chứng ngộ, rồi Ngài đem giảng dạy cho những cái người, những vị đệ tử của Ngài, như là trong kinh văn chúng ta nói rằng các ông cũng nói như vậy và ta cũng nói như vậy. Có nghĩa là cái sự vận hành của thế gian này đó, từ cái loài hữu tình đó,
trong tam giới này thì phải nói là từ ở nơi cái 12 cái mắt xích này. Cho nên chúng sanh có thể hiện hữu ở dưới dạng năm quẩn, hoặc là nhất quẩn, hoặc là tứ quẩn, thì ở trong cái sự hiện hữu đó đó đều là nói đến phần lớn là sự hiện hữu của năm quẩn. Thì khi mà chúng ta nói đến cái dòng luân hồi thì có lẽ là nói từ đời trước, đời hiện tại và đời ở tương lai, có nghĩa là kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp tương lai. Nhưng mà nói ở trong hiện tại thì những cái mắt xích này đó, nó cũng đang vận hành, đang có mặt ở trong mỗi cái đời sống của mỗi chúng sinh. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái giáo lý nhân khởi mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Cũng như trong kinh văn có đoạn thì nói rằng khi nào ta chưa chứng đạt về giáo lý duyên khởi thì như là cho đến khi đó thì Như Lai cũng chưa có thể tuyên thuyết cái giáo lý duyên khởi này. Ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài đã chứng đạt về những điều này, những sự vận hành của các cái pháp liên quan đến cái sự hiện khởi của chúng sanh. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái mắt xích gọi là cái mắt xích vô minh. Mắt xích vô minh, cái mắt xích đầu tiên gọi là vô minh thì chúng ta nói là khởi đầu. Khởi đầu thì là nói theo cái sự vận hành, theo sự xuôi chiều, thuận chiều, nhưng mà nói là ngược, nói ngược lại đó là khi mà mình chấm dứt sự sanh tử luân hồi thì lần lượt là chấm dứt sự sanh, rồi chấm dứt sự hữu, vân vân. Như vậy thì nói đến cái giáo lý gọi là giáo lý duyên khởi mà Đức Phật Ngài thuyết đó là thuyết ngược dòng. Ngược dòng thì trước tiên chúng ta nói đến cái vô minh ở đây đó là cái mà không có nhận biết. Vô minh là có nghĩa là không có sáng suốt đó. Vô minh nghĩa là không có sáng suốt. Vậy nhiều khi đó là ở đây đó là vô minh, thấy rằng cái mắt xích đầu tiên là vô minh thì là duyên cho hành. Thì cái vô minh là cái mà chúng ta không biết. Thường thường đó là trong cái suy nghĩ của mình biết làm cái này thì mình biết làm cái kia, mình mới đi làm. Thì cái vô minh là cái mà cái mắt xích đầu tiên mà khiến cho chúng sanh không nhận biết rõ. Và trong kinh định nghĩa đó là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, hay là bất tri quẩn xứ giới quá khứ hiện tại và vị lai. Có nghĩa là không có rõ được cái sự có mặt, sự hiện hữu, sự tập khởi và sự hiện hữu của ngũ quẩn này, sự chấm dứt của ngũ quẩn này, hay hoặc là không rõ về bốn cái sự thật, tức là khổ, tập, diệt, đạo, thì đó được gọi là vô minh. Như vậy thì ở trong đời sống á, nhiều khi đó là mình nhiều khi mình làm việc này việc kia trong cái hành động của mình, nhưng mà trong cái hành động đó đều là trong cái vô minh đó. Chúng ta thấy nhiều khi là mình nói là mình thông minh, rồi mình sáng suốt cái này cái kia, mình làm cái này làm cái nọ, thành công cái này thành công cái nọ, nhưng mà cái sự thành công đó là theo cái suy nghĩ của đời sống của mình, và nó trong giới hạn của thế gian này thôi. Nhưng mà nó còn vẫn có cái tiềm ẩn của cái vô minh đó. Bởi vì cái điều chính á, là mình không thấy được cái sự thật của nó, đó là khổ. Không thấy được sự thật của nó là nguyên nhân đưa đến khổ. Giống như là một người bây giờ này, là mình nhiều khi đó mình bị khổ điều này, khổ điều kia. Nào là bệnh rồi đau, rồi bị người thân chia lìa, hay là bị khổ, rồi mình không có hài lòng chuyện này chuyện kia, thì mình thấy là tại sao mình phải bị khổ. Nhưng sự thật ra đó là nó bắt nguồn từ ở cái điều mà chúng ta không biết gì hết. Đó nghĩa là vô minh. Vô minh là chúng ta không thấy được cái nguyên nhân để đưa đến cái sự khổ của nó. Tại vì cái ở đây đó là chính do cái tập khởi của ái, cái sự khao khát, cái sự mong muốn, rồi cái sự gọi là nóng, gọi là
trong cái sự khao khát đó khiến cho chúng sanh có mặt ở trong cuộc đời này, và khiến cho chúng sanh trong một cái trạng thái không thấy là mình vừa đủ với một cái điều gì đó. Ví dụ như là mình hiện hữu trong cuộc đời này, hoặc là mình thấy cái điều này điều kia nó không hài lòng với mình, là do là mình thấy không hài lòng, và trong một cái trạng thái là mình luôn luôn có cái sự khao khát đó, nó làm cho mình phải khổ. Và bên cạnh đó thì Đức Phật Ngài còn dạy cho chúng ta thấy rằng là có một cái chỗ, có một cái điều đó là chúng ta được chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ. Thì chấm dứt khổ là khi nào chúng ta không còn có cái sự khao khát đó nữa, nó mới thật sự là chấm dứt khổ. Hay là không có một cái sự hiện hữu của mọi cái sự chấp thủ, tham, sân, si đối với năm uẩn này, thì lúc đó thật sự là chấm dứt khổ. Và Đức Phật cũng cho chúng ta biết rằng có một cái phương pháp để hành trì đưa đến chấm dứt khổ. Cho nên cái vô minh ở đây đó là một trong những cái mắt xích đầu tiên mà chúng ta hành động trong một cái gọi là vô minh duyên cho hành. Đó, tức là mình hiểu rằng á, nếu mà mình nói rằng đời sống luân hồi thì có quá khứ, hiện tại và vị lai, do cái vô minh, do cái hành động của quá khứ cho nên khiến chúng ta có mặt ở trong hiện tại này. Và rõ ràng là trong hành động hiện tại này chúng ta sẽ tiếp tục có mặt ở trong tương lai, có mặt trong tương lai. Nhưng mà mình nói cái thời gian có nghĩa là mình chia ra quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà khi mà mình đang nói thì chuyện mà mình đang nói đây đó, thì thời gian trước đó dài 3 giây thì đó là quá khứ, hiện tại thì nó đang diễn ra, và tương lai thì nó chưa tới nhưng nó sẽ tới. Đó là điều mà chúng ta thấy ở đây. Khi mà nói đến vô minh duyên cho hành thì do mình không biết gì hết cho nên là mình có cái sự hành động ở trong cái đời sống này. Thường thường nó là nói đến hành động thì nó là thân hành động, nhưng mà sự thật ra là cái thân hay là khẩu, lời nói hay là cái tâm của mình, thân hành, khẩu hành hay là ý hành, thì cái hành đó, đó nó đều là tạo ra cái nghiệp hết, tạo ra cái nghiệp. Và chúng ta thấy rằng sở dĩ mà chúng ta có được cái thành quả này hoặc cái thành quả kia, thí dụ như một cái người mà làm một cái nghề gì đó, thì khi mà họ có được cái thành tựu, thành công được cái nghề đó là do họ có đầu tư. Họ có đầu tư ở trong đó. Họ có đầu tư. Ví dụ như là mình làm giáo viên thì mình phải học sư phạm để mình ra làm giáo viên. Ví dụ như là mình làm một công nhân lành nghề, một cái nghề nào đó, cái nghề thợ máy hay là cái nghề gì đó, thì mình khi mà mình ra làm vậy là mình có đầu tư, có nghĩa là mình có học hỏi. Thì cũng như vậy, ở trong kinh gọi là mình có vô minh, mình trong một cái hành động, trạng thái hành động của mình, mà hành động đó trong cái vô minh, và hành động trong kinh gọi đó là hành động của một cái điều bất thiện, hành động của một điều bất thiện, mà trong Di Diệu Pháp gọi đó là phi phúc hành, tức là hành động mà nó liên quan đến tham sân si đó, nó liên quan đến tham sân si. Liên quan đến tham sân si. Cho nên khi mà mình nói rằng là tại sao tôi làm cái điều đó mà tại sao có si mê, nhưng sự thật ra cái kỳ thật là cái sự si mê đó là nó tiềm ẩn ở trong mọi cái chúng sanh, cho nên là mình hành động ở trong một cái trạng thái tâm bất thiện, trạng thái tâm bất thiện. Ví dụ như là mình khởi cái tâm tham lên, hoặc là mình khởi cái tâm sân lên, thì khi mà mình khởi những cái tâm đó, đó đều có si ở trong, đều có si ở trong, cho nên là mình trong cái sự mê mờ, mà si là trong sự mê mờ, cho nên là mình không biết cái gì hết á. Ví dụ như là một cái người mà mình một hôm tự nhiên bao nhiêu ngày mình làm, tự nhiên cái ngày hôm đó mình không làm gì hết, mình ở nhà mình ngồi mình đọc một cái cuốn sách, rồi có một người nào đó đến hỏi mình là tại sao ngồi đọc sách. Thì mình mới nói là giờ không biết có là không biết làm gì cho nên là giờ mình ngồi đọc sách. Sự thật ra đó là muốn ý muốn nói ở đây đó là khi mà mình không biết làm gì hết, cho nên là mình mới hành động, và hành động đó ở trong cái mình không biết gì hết, đó là vô minh duyên cho hành là như vậy. Cho nên hành ở đây đó có
có thể là hành động của cái điều bất thiện do tham sân si, mà trong kinh gọi đó là phi phúc hạnh. Một cái hành động thứ hai nữa là hành động của cái điều thiện, điều tốt, gọi là phúc hạnh. Tức là nếu mà nói trong di diệu pháp thì hành động ở trong nó khi tức là sở hữu tư mà nó hợp ở trong, tức là cái sở hữu tư ở đây là sự chú ý của mình á, giống như mình có đầu tư chú ý ở trong mà mình tạo ở trong cái nghiệp thiện, ở trong tám tâm đại thiện đó, tám tâm đại thiện thì chúng ta cũng biết rồi, nếu mà tám tâm đại thiện đó tạo ra quả lành, tạo ra quả lành, cái người mà chúng sanh mà tái sanh cảnh giới lành á, cảnh giới thiện, cảnh giới vui đó, thì phải có tạo những cái nhân thiện đó, cái nhân thiện đó. Và cái nhân thiện đó là từ cái việc bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, rồi cải chánh tri kiến, tính pháp, thuyết pháp. Thì những cái việc thiện đó, đó, nó đều là đưa đến cái phước báo mà cho chúng sanh. Nếu mà chúng sanh đó chưa được giải thoát đó, thì cũng là do cái nhân thiện đó mà chúng sanh đó tái sanh ở cảnh giới lành. Thì cảnh giới ở đây, cảnh giới lành á, nếu mà mình chưa chứng thiền thì mình cũng chưa có đắc được, chưa chứng thiền thì mình cũng sanh về cõi dục giới vui. Rồi cục dục giới vui đó thì có thể nói là cõi người, cõi trời, tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Đó là những cái phước lành mà chúng ta đã tạo, thì trong kinh gọi đó là phúc hạnh. Còn hành động mà phi phúc hạnh á, thì bằng với cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó, khiến cho thân hành động hoặc là khẩu hành động hoặc là ý hành động bất thiện á, cho nên là tạo ra cái quả khổ mà chúng ta thấy có mặt ở trong cái những cái cảnh giới khổ, gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Còn một điều nữa đó là sở hữu tư mà nó hợp ở trong các cái tâm thiện sắc giới, các tâm thiện sắc giới. Ví dụ như một người mà tu tập thì bằng cái thiền tập của chính mình, rồi chứng thiền, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, tứ thiền ở trong kinh tạng, ở trong thiền sắc giới đó, ở tứ thiền ở trong thiền sắc giới đó, thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái việc làm của chúng ta, cái hành động mà chúng ta chứng thiền, cái việc mà chúng ta tu tập mà chứng đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là chúng ta có tạo tác. Mà tạo tác ở đây có thể là bằng cái ý nghiệp thanh tịnh đó mà chúng sanh đó sau khi mệnh chung thì sanh về các cái cõi trời, phạm thiên sắc giới do năng lực của thiền. Đó là hành động của hành động phúc hạnh. Và ở trong kinh cho chúng ta biết rằng một cái hành động nữa đó là hành động gọi là bất động hành, tức là cái hành động của một vị phạm thiên tu thiền vô sắc, tức là sở hữu tư phối hợp với bốn tâm thiện vô sắc đó, thì vị ấy sẽ cho do chứng thiền vô sắc cho nên vị ấy sau khi mệnh chung thì sanh về các cái cõi thiền phạm thiên vô sắc. Đó là không vô biên thức, vô biên, vô sở hữu, phi tưởng và phi tưởng xứ. Thì cái hành ở đây đó, chúng ta hiểu rằng là cái đó là bất động hành, do rằng là cái quả năng lực của thiền á, do năng lực của thiền vô sắc á, cho nên đưa đến cái quả mà vị ấy tái sanh ở cõi vô sắc, cho nên gọi là đó là bất động hành. Cho nên ở đây đó, nói như vậy thì cái vị phạm thiên mà tu chứng thiền á, thì phải nói là lúc mà chứng thiền thì vị đó cũng phải nói là có trí, chứ không phải là không có trí. Nhưng mà nó vẫn tiềm ẩn ở trong cái gọi là vô minh, cho nên là khiến ra cái hành động. Hành động mà có cái đầu tư, cho nên là có sự hiện hữu ở trong tam giới, cảnh giới vui, cảnh giới khổ, hay là tam giới ở đây là dục sắc và vô sắc đều có mặt ở đó. Khi mà nói đến hành mà duyên cho thức đó, thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta có hành động thì chúng ta mới có cái sự hiện khởi ở trong đời sống này. Chúng ta có hành động cho nên chúng ta mới có cái hiện khởi ở trong đời sống này. Thì ở đây đó quý vị thấy rằng
cái gọi là hành mà duyên cho thức đó, thì giống như là một cái điều mà chúng ta trồng một cái cây, rồi cái cây đó nó có trái, rồi trong trái đó nó sẽ có hột, và cái hột đó nó sẽ là lên cái mầm mống. Nếu chúng ta gieo xuống thì nó sẽ lên mầm mống tiếp của một cái cây kế tiếp nữa. Thì ở đây đó quý vị biết rằng là cái hành mà duyên cho thức ở đây đó, là thức ở đây là chỉ cho những cái thức mà chúng ta tái sanh, thức tái sanh. Và cái thức tái sanh này đó là chỉ cho những cái tâm quả thức tái sanh đó. Mà theo trong Di Diệu Pháp thì có thể là từ ở nếu mà nói thức tái sanh thì có lẽ là 19 tâm thức tái sanh, nhưng mà nói đến quả thức á, thì bao gồm cả 32 tâm quả, chỉ cho 15 tâm quả vô nhân và 8 tâm đại quả cũng như là 9 quả đáo đại. Thì cái đó đó nó dẫn cho chúng sanh tái sanh ở trong cảnh giới. Mà chúng ta được biết đó là để mà gọi là chúng sanh trong ngũ uẩn, thì ở đây đó là có sự hiện hữu của sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và tức uẩn. Thì cái mà gọi là ngũ uẩn ở đây đó, thì quý vị thấy rằng là cái tâm của mình nó có sự hiện khởi từ ở buổi ban đầu. Từ ở buổi ban đầu thì cái thức đây đó nó dắt dẫn cho chúng ta tái sanh. Nếu mà tái sanh làm những cái chủng loại, có những chủng loại, thì trong kinh mô tả là có bốn chủng loại là noãn, thai, thấp quá. Thì những cái trường hợp này đó thì chúng ta không có nói để bàn ở đây chi tiết, nhưng mà có một điều là có cái thức tái sanh đó. Và có cái thức tái sanh đó, và thức đó đó nó tạo cho chúng ta có mặt ở trong. Thí dụ như bây giờ mình nói là bào, nói là thai sanh, thì sanh là một cái loài mà sinh ra con, thì cái thức đó đó chúng ta phải có mặt ở trong bào thai. Tùy theo cái loài, cái chủng loại, tùy theo cái chủng loại. Thí dụ như con người của chúng ta thì cái chung nhất là gọi là 9 tháng 10 ngày, nhưng mà có một số sinh vật thì cũng với thời gian cũng ngắn hơn, rồi có một số sinh vật thì cái thời gian nó dài hơn. Nhưng mà trước tiên đó là phải có cái thức tái sanh đó. Cái thức tái sanh đó làm cho chúng ta phải có mặt sự hiện khởi. Khi mà nói là cái tâm của mình sống ở đây là có hai cái phần, phần thể chất và cái phần tâm lý. Thì cái phần tâm lý ở đây chỉ cho cái thức tái sanh của chúng ta từ buổi ban đầu. Và cái thức đó đó, nếu mà nó làm cho cái việc mà tục sinh, tái sinh của chúng ta, rồi tùy theo cái hành động đó tốt hoặc là xấu, để rồi chúng ta có cái quả để tái sanh ở cảnh giới vui hay cảnh giới khổ. Ngay cả trong đời sống này chúng ta làm người đó, được xem như là sanh cảnh giới vui đó, nhưng mà chúng ta có thể chỉ có khi thì chúng ta cũng chứng kiến cái cảnh qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, nó cái cảnh đó nó không tốt. Thì ở đó gọi là tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân. Thí dụ như bây giờ là mắt mình nó có thêm, mắt mình cũng chứng kiến thấy những cái cảnh nó không được đẹp đó. Rồi tai mình nó nghe những cái âm thanh không được hay đó. Rồi hoặc là mũi mình ngửi cái mùi không được thơm đó là thối. Rồi hoặc là lưỡi chúng ta ăn trúng vị cay, vị đắng gì đó. Thí dụ vậy. Thì ở đây đó chúng ta hiểu rằng cái đó là quả thức của vô nhân. Nhưng mà khi mà nói đến thức đó thì ở đây chỉ là nói đến những cái thức tục sinh ở buổi ban đầu của chúng ta. Nếu chúng ta sanh làm thai sanh thì cái thức tục sinh đó nó sẽ có mặt sự hiện hữu ở trong cái bào thai. Và chính vì vậy nó hình thành nên cái mà từ ở cái việc mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó. Thì ở đây đó các vị thấy rằng là khi mà có thức rồi đó thì cái mắt xích kế tiếp nữa là nói là thức là duyên cho danh sắc. Thì cái thức này đó nó tạo nên cái danh sắc. Danh sắc đó, danh thì có thể nói rằng những cái tâm quả đó, những cái tâm của chúng ta và những cái sở hữu phối hợp. Nhưng mà sắc ở đây là sắc nghiệp đầu tiên, sắc nghiệp để cho chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này. Và đó cũng có thể nói đó là sắc thần kinh, hay hoặc là những cái sắc. Ví dụ như quý vị thấy những cái sự tổng hợp của nó đó, thì
Ở đây đó là ví dụ như mình nói rằng có cái con mắt này thì có sắc thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nó có những cái sắc thần kinh đó. Và khi những cái sắc thần kinh đó đó, thì mỗi cái sắc như vậy đó đều có 8 cái sắc bất ly ở trong đó. Không thể nào mà nói là không có 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly ở đây đó chúng ta thấy rằng có đất nè, có nước, có lửa, có gió, sắc cảnh, sắc, tức là nó phải có cái hình dáng của nó. Cái sắc nào vậy, dù vi tế hay là nó thô thiển thì nó phải có cái hình tướng của nó. Nó có cái hình tướng nó. Thì trong duy diệu pháp đó nói đó là cách sắc cảnh sắc. Rồi sắc cảnh khí, tức là nó phải có cái mùi vị của cái sắc đó. Thí dụ như chúng ta nhớ ở trong khóa học á, thì nhiều khi phân tử rồi còn là nguyên tử, là những cái mà gọi là vi tế ở trong mỗi cái thành phần hóa học như vậy. Thì ở trong phân tử rồi còn có cái nguyên tử nữa. Thì ở trong cái mỗi cái pháp của chúng ta đó, nó là ở trong sắc bất ly ở đây đó, thì nó có cái hình dáng của nó, rồi nó có cái mùi vị của nó, rồi nó có cái mùi của nó, rồi nó có cái vị của nó, và nó có một cái sắc dưỡng tố để nuôi nó, tức là sắc vật thực. Trong một cái tế bào nhỏ nhất, ở trong một cái vi tế nhất á, dù là như gì thì cũng có những cái chất để nuôi dưỡng cái dưỡng tố đó, mà trong duy diệu pháp gọi đó là sắc vật thực. Thì trong mỗi cái nhóm sắc vậy gọi là 8 sắc bất ly, thì trong 8 cái sắc đó nó sanh cùng chung nhau, nó không thể tách rời nhau. Bất cứ một sắc nào sanh khởi lên thì cũng có những cái sắc bất ly đó. Vì vậy cho nên là khi chúng ta nhìn vào thì nó tại sao nó là sắc thần kinh, rồi trong mỗi sắc như vậy thì có những cái sắc bất ly như vậy, thì muốn nói đến là cái sự hợp thành, cái sự hợp thành, chứ nó không phải là đơn thuần như chúng ta nghĩ là cái đó là như vậy, cái đó là như vậy. Thì rõ ràng là ở trong duy diệu pháp nói đó là sắc bất ly. Cho nên cái danh sắc này đó thì chúng ta tạm hiểu như là danh, tức là cái những cái quả thức tái sanh của chúng ta, hay là danh ở đây là chỉ cho những cái tâm quả vô nhân của chúng ta, và sắc tức là chỉ cho cái sắc pháp. Sự thật ra thì chúng ta có 4 sắc gọi là tứ đại đó, đất, nước, lửa, gió. Thì bên cạnh đó thì còn có những cái sắc khác như chúng tôi vừa mô tả. Thì cái sắc nào nó sanh khởi lên mà chúng ta hiểu ở đây đó là chúng ta có 2 phần là cái tâm của chúng ta là danh, nhưng mà cái thân của chúng ta đó thì chúng ta tạm gọi đó là sắc. Nhưng mà trong sắc đó thì nó có rất là nhiều sự tổng hợp như vậy. Thì cái sự vận hành của chúng sanh á, thì chúng ta thấy rằng có những chúng sanh á, thì có sắc thô, rồi có những chúng sanh thì sắc tế, rồi như vậy thì có chúng sanh sắc thô và có chúng sanh sắc tế, là có sự hiện hữu ở trong cái thế giới này là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến cái từ ở cái danh sắc đó mà khiến cho chúng ta có cái gọi là lục nhập, duyên trợ tạo sanh ra lục nhập, sanh ra lục nhập. Thì ở đây quý vị thấy rằng lục nhập là chỉ cho 6 căn của mình tiếp xúc với 6 cái trần cảnh. Lục nhập ở đó là làm mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta. Mắt, tai, mũi, lưỡi, hay là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, rồi sắc ý vật, vân vân. Thì những cái điều đó đó chúng ta hiểu rằng là mỗi một cái căn như vậy đó là tiếp xúc với một cái trần cảnh. Thì khi chúng ta có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, rồi có tâm đó, thì chúng ta sẽ tiếp xúc với các cái trần cảnh ở bên ngoài. Thì do như vậy cho nên gọi là lục nhập. Căn mà tiếp xúc với trần cảnh, vì có căn này đó cho nên là chúng ta có cái sự tiếp nhận đối với cái trần cảnh đó. Mà trần cảnh đó, và ở trong thí dụ như mắt của chúng ta thì có nhiệm vụ là biết cảnh sắc thôi. Tâm nương tựa vào mắt để biết cảnh sắc thì đó gọi là tâm nhãn thức.
tâm nương tựa vào tai mà biết được cảnh thinh á, thì cái đó gọi là tâm nhĩ thức. Và tâm mà nương tựa vào mũi để biết được cảnh khí thì tâm đó là tâm tỷ thức. Tâm mà nương tựa vào lưỡi thì biết được cái cảnh vị, đó gọi là tâm thiệt thức. Mà cái tâm mà nương tựa ở toàn thân của chúng ta, chỗ nào có xúc giác để chúng ta biết được cái cảnh xúc đó, thì đó gọi là tâm thân thức. Tâm thân thức. Và cái tâm nào mà chúng ta nghĩ đến cảnh pháp thì cái đó gọi là ý thức ở trong cái đời sống của chúng ta. Vì như vậy thì ở đây đó, lục nhập thì khi mà các căn á, mà chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh, tiếp xúc với trần cảnh, thí dụ như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hoặc là thân xúc chạm, thì chúng ta khi mà căn mà tiếp xúc với trần cảnh thì đó là một trong những cái gọi là lục nhập tiêm diêm duyên cho xúc đó. Duyên cho xúc đó là nhãn xúc, đó là nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Cái đó gọi là xúc. Thì cái sự gặp mặt của các căn cảnh gặp lại á, thì gọi là xúc. Và khi mà xúc á, thì xúc ở đây đó là sự gặp mặt lại của các căn cảnh và thức thôi. Sự giao thoa giữa căn cảnh và thức thôi. Hả? Căn gặp với cảnh thì thức sanh khởi. Thức sanh khởi ở đâu thì ta gọi cái tên ở đó. Tâm sanh khởi ở mắt để biết được cảnh sắc thì gọi là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức. Vì có nhãn, vì có xúc đó cho nên là dẫn đến cái gọi là thọ ở trong cái đời sống. Thọ ở trong đời sống thì chúng ta cũng biết đó là khi mà mình nói đến thọ thì cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta đều thọ, gọi là thọ. Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, vân vân. Hay hoặc gọi là thọ ở đây là cái sự mà thụ nhận đối với cái cảnh đó, rồi từ đó mới sinh ra cái gọi là ưa thích hay là không ưa thích. Ở trong kinh gọi đó là thọ khổ hay là thọ lạc, hay là thọ không phi khổ phi lạc, hay là thọ xả đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái cả ba cái trạng thái thọ trong kinh nói mô tả như vậy, tức là cái gì chúng ta ưa thích. Thí dụ như bây giờ mắt chúng ta ưa thích thấy cái cảnh đó, hay là tai chúng ta ưa thích nghe cái cảnh đó, mũi chúng ta ưa thích ngửi cái cảnh đó, lưỡi chúng ta ưa thích nếm cái vị đó, thân chúng ta xúc giác im dịu, im ấm như thế nào đó, hoặc là ý chúng ta nghĩ, tâm của chúng ta nghĩ miên man những chuyện gì mà chúng ta ưa thích, làm cho chúng ta thích thú nghĩ đến những điều đó, thì cái đó nó sinh ra cái cảm thọ. Cảm thọ đó là cảm thọ lạc, thọ lạc. Thọ lạc là sự thích thú. Nhưng mà trong như diệu pháp thì gọi là thân thọ lạc, nhưng mà tâm thì là thọ hỷ. Thì ở trong di diệu pháp thì nói rằng năm thọ, năm thọ ở đây là phân giữa thân và tâm, cho nên ra tới thành năm thọ là như vậy. Còn cái phi khổ phi lạc thì bao gồm chỉ cho cái thọ xả thôi. Thì thọ xả đó nó có thể là liên quan với các cái trần cảnh ở bên ngoài, liên quan với cái nội tâm ở bên trong nữa, chứ không phải là ở cái trần cảnh không. Thì ở đây đó có thể nói rằng là có những cái cảnh mà chúng ta ưa thích, thấy thích thú ở trong cái điều đó. Chúng ta thích thú, rồi có những cảnh á, là chúng ta không thấy hồng, không hài lòng. Ngay cả bây giờ mình ăn cái vật gì mà mình nói rằng không ngon, hay là cái vật gì đắng quá mình khó chịu, thì nó cũng là sanh ra cái phản ứng rồi, không hài lòng rồi. Rồi mình tai mình nghe cái âm thanh mà nó chát chúa mà mình khó chịu thì là không hài lòng rồi, khó chịu rồi. Hoặc là mũi chúng ta ngửi mùi mà cái mùi nào giờ chúng ta ngửi nó quen thuộc, bây giờ ngửi cái mùi khó chịu thì chúng ta đã khó chịu rồi. Thì ở đây đó cái mà chúng ta sinh ra cái cảm thọ đó là thọ khổ của thân. Khi mà thân xúc chạm những cái cảnh gì mà, cái vật gì mà nó đánh vô trong cơ thể chúng ta đau đớn, làm cho chúng ta đau đớn trong cơ thể.
rồi hoặc là cái vật gì đụng chạm cho chúng ta nóng quá hoặc là lạnh quá làm cho chúng ta khó chịu. Bình thường thì cơ thể chúng ta ở một cái nhiệt độ thích hợp thì nó dễ chịu, nhưng mà một nhiệt độ mà nó quá lạnh thì chúng ta cũng khó chịu, mà một nhiệt độ quá nóng thì chúng ta cũng khó chịu. Vì vậy cho nên là thân đó là chỉ cho cái cảm thọ khổ, thân thẩm của khổ. Nhưng mà cái thân mà xúc chạm những cảnh gì mà nó im ấm, nó dễ chịu thì đó là thọ lạc của thân. Rồi bây giờ có một cái trạng thái của nội tâm nữa, đó là trạng thái mà chúng ta không có liên quan đến, không có thiên về khổ, cũng không thiên về lạc, mà không thiên về hỷ, cũng không thiên về về ưu. Mà ở đây chúng ta có một cái trạng thái ở nội tâm là ở một trạng thái là chúng ta bình thản trước một cái việc gì đó, cái việc gì đó nó không có một cái khó chịu như là thọ khổ, hay là không có khó chịu như là thọ ưu, và cũng không dễ chịu như là thọ lạc, và cũng không phải dễ chịu như là thọ hỷ của tâm. Mà ở đây đó là trạng thái nó không có thiên về những điều đó. Thì ở chúng ta thấy rằng chính vì cái chấp nhận cái thọ đó thì bao nhiêu cái sự hệ lụy ở trong cái đời sống, chúng ta sống thì có nhiều khi rồi buồn rồi vui rồi bình thản, thản nhiên, những cái điều đó, nhưng mà nó luôn luôn có cái cảm thọ. Và trong kinh mô tả rằng cái thọ khổ đó thì nhiều, cái thọ lạc hay thọ hỷ đó thì nó cũng dễ dàng. Nếu một người không có tu tập ở đây, ý chúng tôi muốn nói tức là ngay cả cái trong cái thế thường tự nhiên đó, thì trong cái cảm thọ nó dễ sinh ra cái ái. Trong kinh mô tả là như vậy. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta sinh ra một cái phản ứng thích thú thì nó sinh ra cái ái. Rồi đó là thọ khổ, thọ hỷ của tâm, hay hoặc là thọ lạc của thân, thì nó cũng dễ dàng. Khi chúng ta xúc chạm một cái vật gì mà im ấm thì chúng ta thích thú. Một cái lời khen hay là một cái âm thanh gì dễ chịu thì chúng ta cảm thấy nó thích thú, nó thích thú. Thì cái đó nó dễ rồi. Thọ khổ, thọ hỷ hay là thọ lạc, nó cũng thể dễ dàng lại tạo duyên cho cái ái nó sanh khởi. Từ cái nhãn, từ cái con mắt của chúng ta, mũi của chúng ta, lưỡi của chúng ta, thân của chúng ta, tâm của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ về những điều đó, chúng ta thích thú thì cái ái nó sanh khởi. Nhưng mà rồi là thọ khổ của thân hay hoặc là thọ ưu của tâm thì những cái điều đó nó trở thành cái vết hằn mà chúng tôi nghĩ rằng mình nghĩ cái điều đó giống như là mình mà bị một cái mục ghẻ mà mình biết rằng gãi vô nó ngứa. Gãi vô nó đau, nhưng mà gãi vô nó đã ngứa thì mình vẫn thích gãi, mặc dù biết gãi nó đau nhưng mà mình vẫn thích gãi, vì gãi nó đã ngứa. Rồi có một người đó thì khi mà mình ở trong một cái hoàn cảnh quá khứ mình cũng đã từng trải qua bao nhiêu cái gian truân, rồi bây giờ mình nghĩ đến những cái chuyện mà mình đã có những cái thành quả như thế này, mình được an lạc như thế này, thì nó trở thành những cái điều tự hào, trở thành những cái điều mà tự mãn ở trong cái đời sống của mình. Rồi mình nghĩ đến những cái miên man, rồi nó trở thành cái niềm hãnh diện cho mình, của mình đối với con cháu, đối với đệ tử, đối với người này người kia. Thì từ ở cái suy nghĩ đó đó, mình suy nghĩ rằng là chính cái trước đây mình đã qua bao nhiêu cái gian khổ, mà bây giờ bỗng nhiên là mình được an lạc như vậy, thì phải nói rằng đó là cái niềm tự hào chính mình. Và khi mà mình nghĩ đến những điều đó, nó trở thành cái niềm hãnh diện cho chính mình, hay là tự hào đối với con cái, hay là đệ tử, hay là gì đó. Thì cái đó chúng tôi nghĩ nó như là một trong những cái thọ khổ mà chúng ta luôn nghĩ đến những điều đó, nó trở thành điều hãnh diện. Thì chúng ta nghĩ miên man đến những điều đó, thích thú về những cái điều đó, thì nó trở thành cái ái, khổ duy cho ái. Rồi cái khổ, cái lạc, cái bất khổ bất lạc, tức là thọ xả đó, thì ở đây quý vị thấy rằng cái trạng thái xả thì trạng thái nó không thiên về khổ và nó cũng không thiên về lạc, nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng giống như là mình đang chấp nhận, đang có mặt cái gì đó thì thôi kệ nó ra sao ra.
thì cái đó nó cũng thể có lại là duyên cho ái ở trong cái đời sống. Cho nên nếu một người trong thế thường đó, không có tu tập thì cái cảm thọ của mình liên quan đến cái tâm của mình thì nó dễ dàng duyên cho ái. Nhưng một người có tu tập thì khi mà mình tiếp xúc với các trần cảnh đó, thì mình luôn luôn giữ cái đời sống chánh niệm của mình biết nó là như vậy, việc nó như vậy, ghi nhận nó là như vậy, thì đừng để tâm của mình nó bị chi phối bởi tham hay là sân, hay là bởi cái ái, hay là cái sân, hay là cái khó chịu, hay là cái chấp nhận. Mà ở đây đó là mình ghi nhận biết rõ như vậy thì ngăn chặn được những cái phiền não ở nội tâm của mình. Như vậy thì ở đây đó, thì cái ái ở đây đó là cái mà chúng ta đi tìm cầu, tìm cầu. Cái ái liên quan đến dục ái nè, là cái tìm cầu hưởng thụ ở trong cái đi truy tìm hưởng thụ ở trong ngũ dục. Ở đâu có ngũ dục thì đi truy tìm những cái ngũ cái ở đâu có ngũ dục thì đi truy tìm ngũ dục đó, hưởng thụ cái ngũ dục đó, thích thú ở trong cái ngũ dục đó, thì cái ái đó là vậy. Rồi cái ái nữa là liên quan đến cái gì? Liên quan đến cái mà chúng ta đi tìm cầu và sự hiện hữu ở trong một đời sống mới. Và chúng ta ước ao, chúng ta mơ ước. Ở đời đó thì quý vị biết rằng nếu người ta không có tham á, không có tham á, thì người ta không có làm cái này làm kia đâu. Rồi chính động lực tham á, nó làm cho người ta có hiện hữu. Có hiện hữu. Và trong kinh nói rõ rằng chính cái hiện hữu đó là do cái ái mà. Do cái ái. Cho nên người ta có thể là từ ở cái ái đó mà đi truy tìm, đi tìm cầu ở trong sự hưởng thụ, trong ngũ dục. Hay hoặc là từ cái ái đó là đi tìm cầu cái sự tái sanh ở trong một cảnh giới nào đó. Thí dụ như bây giờ nè, ngay cả chúng ta bị cái gì đó không được may mắn lắm, chúng ta không được tốt lắm, rồi chúng ta bị khổ gì đó, rồi bây giờ chúng ta mơ ước một lúc nào đó chúng ta ở một cảnh giới nào đó, ở một thời gian nào đó chúng ta được an vui, được cái gì đó, thì cái điều đó nó khiến cho chúng ta phải có sự hiện khởi ở trong cái đời sống đó, chính là do cái tham ái. Nhưng mà ở trong cuộc đời này, xã hội này đó, người ta muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái muốn của mình đó, là nghĩ là tốt nha. Cái muốn của mình, ví dụ bây giờ mình khổ, mình mong muốn mình lạc, thì cái đó là cái tốt rồi, trong mình nghĩ cái nào. Nhưng mà chính mình mong muốn mình tốt đó, nó là cái khao khát hướng cho mình tới ở cái tương lai. Và vì vậy cho nên là chúng ta vẫn hiện khởi ở trong cái khổ. Cái ái đó là sự truy tìm, đi tìm cầu. Rồi ái mà làm duyên cho thủ đó, thì ở đây quý vị thấy rồi, nếu một người mà không biết gì hết á, thì rõ ràng là chúng ta cũng không có dính mắc gì. Còn nếu một người mà đã có dính mắc, ở đây nói như một cái ví dụ là mình ăn một cái món gì mà cái người đó sành ăn cái món đó, thì có lẽ là họ phải đi tìm cái món đó, rồi họ tìm cách này cách kia để có cái món đó. Hay là nói trong cái ví dụ ở đây đó là như một người mà biết uống trà, thì có lẽ là đối với trà của họ lúc bấy giờ đó, nó không phải là cái mà họ vô tâm được, họ không phải là thờ ơ với lại cái trà đó được, mà họ biết nhận xét được cái trà nào trà ngon, trà nào trà không ngon, trà nào trà dở, hay là trà nào là ngon ít ngon nhiều, thì họ phải có cái sự nhận xét. Thì cái sự chấp ái ở đây đó, nó đưa đến cái sự chấp thủ. Mà chấp thủ là quý vị biết rằng là nó dính mắc ở trong đó, nó dính mắc ở trong đó. Thì quý vị thấy ở đâu nó có ái ở trong cuộc đời này, có cái sự tham thích trong cuộc đời này, thì có cái sự gìn giữ bảo vệ lấy nó, đó là sự chấp thủ. Như là trong kinh mô tả rằng là dục thủ, tức là điên liên quan đến cái mà thụ hưởng trong đời sống của mình, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, sự thụ hưởng đó, muốn cái đó nó được với mình, muốn cái đó nó được không mất với mình, hay là muốn cái đó nó có mặt với mình, hay là muốn hưởng thụ hoài với những cái điều đó, thì chúng ta thấy rằng là cái đó nó liên quan đến dục thụ. Rồi liên quan đến cái quan điểm của mình, nghĩ có cái gì đó. Cái quan điểm của mình nghĩ có một cái gì đó, có cái gì đó nó hằng hữu, hay là có cái gì đó nó
nó có một cái đấng tối cao nào đó, có thể là ban phát hay ban thưởng hay là phạt dạ gì đó, thì có lẽ là khi mà họ nghĩ đến những điều đó. Bởi vì ở trong đời sống á, quý vị thấy rằng là chúng ta có thể chất và tinh thần, tức là có tâm lý, nhưng mà rồi đó là cái mà chúng ta chấp nhận có một cái gì đó thì nó liên quan đến thường kiến và đoạn kiến, thì cái đó nó tạo cho chúng ta bị dính mắc rất là nhiều, bị cột rỗi, và từ đó nhiều khi từ ở cái chấp thường kiến và đoạn kiến đó mà người ta tạo biết bao nhiêu cái lỗi lầm từ thân khẩu. Vì vậy cho nên là người ta tạo cái nghiệp bất thiện cũng từ đó. Hay là có người đó là tạo cái nghiệp thiện nhưng mà vẫn còn chấp thủ cho một cái gì đó, có một cái gì đó hàng hữu, thì cái đó nó cũng là sự trói mắt, trói buộc thôi. Vì vậy cho nên là nó liên quan đến cái kiến thủ của chính mình, rồi nó liên quan đến nhiều khi là người ta cứ nghĩ rằng, giống như mình nhiều khi có khi một người nào đó tu nhưng mà cái lập trường của mình nó không vững, cái tri kiến của mình nó không có chững chạc lắm, không có đứng đắn lắm, tu một thời gian nói là sao mình tu vậy, nó không được thành tựu cái gì, không chứng đắc cái gì đâu, mình chuyển cái pháp môn tu gì đó coi cái điều này nó tốt hơn. Rồi trong cái điều suy nghĩ của mình làm á, cái tự nhiên mình thấy nó hợp với cái suy nghĩ của mình, rồi nhiều khi nó hợp với lại cái khả năng của mình, khả năng gì của mình, hay là hợp với lại một cái chung nào đó, cái ý nghĩa chung của mỗi người, thì mình tự đi theo cái hướng đó, nó trở thành một cái phương pháp hành trì mà nó sai lệch, mà chúng ta hiểu sai lệch mà chúng ta không nhận ra trong cái phương diện tu tập của chính mình. Bởi vì tu gì tu thì cũng không thể nào ngoài bát chánh đạo, tu mà ngoài bát chánh đạo thì không thể được giải thoát. Giống như là tu mà trí không có, định không có, giới không có, tuệ không có thì làm sao mà chứng đắc được. Thì cũng như vậy, với một cái người hành trì nghĩ rằng mình tu một thời gian thì chắc là mình bằng với cách tu này, bằng với cách tu kia, nhiều khi đó là mình đi xa, đi lệch, mà cũng không hay ở trong cái phương pháp hành trì của mình. Có những trường hợp như vậy, nhưng rồi lại chấp giữ, không chấp nhận với lại một cái lời dạy từ nơi, không chấp nhận từ nơi cái lời dạy trong giáo pháp của Đức Phật, và cũng không có lắng nghe những bậc thiện trí thức nhắc nhở dạy dỗ, thì cái đó nó cũng là một cái trở ngại cho chính mình. Rồi ở trong cái suy nghĩ chấp thủ của chính mình, rồi chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là có người lại suy nghĩ rằng trong cái thân năm quẩn này, trong cái thân và tâm này đó, thì có một cái gì đó nó hàng ngũ, có một cái tôi, cái ta, cái mà mình gọi tên nó tuy là khác nhau nhưng mà nó có một cái gì đó nó hàng ngũ. Thì sự thật ra là cái sự hàng ngũ, nếu chúng ta học ở trong giáo lý Duyên Khởi thì chúng ta thấy rõ rằng không có cái gì nó độc lập đơn thuần một mình mà nó hình thành hết. Ngay cả tâm thức của chúng ta, một cái tâm bình thường sanh khởi lên thì cũng có 7 cái tâm sở sanh cùng rồi. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý rồi. Rồi trong một sắc pháp chúng ta sanh khởi đó, trong một cái sắc sanh khởi thì chúng ta thấy có 8 cái sắc bất ly đó. Ở sắc nào sanh khởi lên thì cũng có 8 cái sắc đó. Chứ nó đâu có bao giờ mà nó độc lập, đâu bao giờ nó đơn thuần. Và chúng ta suy nghĩ kỹ lại ở trong chính thân và tâm của chúng ta, chỗ nào thì có một cái gì đó nó hàng ngũ. Sự thật ra nó sự kết hợp lại để hình thành nên cái sự hiểu biết của chính mình, sự tri giác của chính mình, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự suy nghĩ của mình. Thì cái sự đó nó đều là sự tổng, sự tập hợp của các cái thành phần thuộc về thân và tâm này thôi, sự hoạt động của thân và tâm này thôi. Và khi mà nói đến cái sự chấp thủ thì nó sẽ khiến cho chúng ta có sự hiện hữu ở trong cuộc đời này. Thủ thì sẽ là duyên cho hữu. Và khi hữu ở đây đó thì bao gồm cả cái sanh hữu và nghiệp hữu. Cái nghiệp hữu là cái mà chúng ta tạo. Nói trong quá khứ là chúng ta tạo trong quá khứ. Cái nghiệp đó chúng ta tạo ra trong quá khứ.
Nghiệp đó có thể là nghiệp thiện, nghiệp đó có thể là nghiệp bất thiện. Nói đến nghiệp hữu thì bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thì khi mà chúng ta có đầu tư, có tạo tác, thì chúng ta có cái sanh hữu trong cuộc đời này. Mà bốn cái chủng loại mà trong kinh mô tả đó là noãn sanh là loại sanh bằng trứng, rồi thai sanh là loại sanh bằng con, thấp sanh là sanh ở nơi ẩm thấp, rồi quá sanh là sự biến hóa của mỗi chúng sanh, sự hiện và khởi có mặt của chúng sanh là bằng cái sự biến hóa ra thôi. Thì trong bốn chủng loại đó, đó là có cái sự có mặt ở trong chúng sanh đó, trong mỗi chúng sanh đó. Cho nên chúng ta có thể là hiện hữu ở trong tam giới này. Chúng ta sanh làm người là thai sanh, nhưng mà sanh làm một số, chúng ta sanh làm một chư thiên á, thì có thể là chúng ta là quá sanh. Rồi chúng ta sanh, nếu mà bất hạnh một chút với là chúng ta sanh vào một loài bàn sanh, thì có lẽ là chúng ta sanh có thể là cũng là thai sanh, vân vân. Nhưng mà đó là khổ cảnh. Thì cái sự hiện hữu đó là có mặt, đó là do sanh hữu chúng ta. Nhưng mà sở dĩ có sanh hữu đó là do cái nghiệp mà chúng ta tạo. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp hữu. Chúng ta đầu tư. Do chúng ta đầu tư cho nên chúng ta có mặt thành bốn chủng loại đó thôi. Bốn chủng loại có sự hiện khởi. Và khi có sự hữu, sự hiện hữu đó, thì chúng ta sẽ có cái sự sanh trong cuộc đời này. Sanh ở đây có thể là từ, mình hiểu là bắt đầu chúng ta tục sinh từ ở trong cái bụng mẹ, bào thai của người mẹ. Hay hoặc là có một số sinh loài sanh bằng hình thức khác nhau. Nhưng mà rõ ràng là ở chúng ta có sự hiện khởi trong cuộc đời này. Và từ có cái sanh đó, có cái mặt ở trong cuộc đời này, bắt đầu là chúng ta có mặt ở trong bào thai, từ lúc thức chúng ta tái sanh, rồi sắc nghiệp chúng ta có mặt ở trong cái bào thai đó, nó hình thành nên là chúng ta là một cái người đầy đủ tứ chi, hay là bị khuyết tật ở trong tứ chi, rồi cái người đầy đủ về trí tuệ, hay là kém về trí tuệ, hay là sanh vào ở trong một loài bàn sanh, hay là sanh vào một cái vua chúa, hay là sanh vào một cái người thấp kém, vân vân, hay sanh làm như thế nào đó. Thì cái đó là chúng ta có sự hiện khởi. Và khi mà có hiện khởi của sự sanh này, thì chúng ta có lão tử sầu bi khổ u não, cái đó nó có. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy những cái hài nhi đó, nó mới vừa thọ thai trong bụng mẹ đó, rồi đến một tháng nào đó nó có đủ tứ chi, rồi nó cũng quậy, rồi nó cũng khóa, rồi nó cũng nóng, rồi nó khó chịu, lạnh nó cũng khó chịu, rồi nó khóc. Và khi mà sanh ra đời thì nó khóc, rồi đến khi mà 5-3 ngày, 1-2 tháng thì nó cũng biết đau buồn, rồi nó cũng biết vui thích vậy. Nó không biết hết, ở trong bụng mẹ nó cũng có một lúc nào đó thì nó cũng biết được cái vui thích, cái đau buồn. Rồi đến khi mà sanh ra đời thì cũng có cái sự đau buồn đó. Cái sự đau buồn đó bắt đầu sanh ra đời rồi đó, thì một chuỗi dài của một cái sự kiện mà chúng ta hiểu là mình nhiều khi đó là mình trong cái văn hóa suy nghĩ là mình mừng sinh ra cuộc đời này là mừng. Sự thật ra đó, nếu mình hiểu mình được sanh làm người là quý rồi, trong kinh nó là được sanh làm người là quý rồi, được sanh làm người là khó rồi, được nghe giáo pháp là khó được rồi, được giữ được cái mạng sống này là khó, được gặp Phật ra đời là sự tốt. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta hiện khởi trên cuộc đời này là chuỗi dài của sự khổ, chuỗi dài của sự khổ. Mặc dù là chúng ta dùng theo cái suy nghĩ của thế gian định đặt mừng cho cái sự có mặt của mình, rõ ràng là đó là nói trên phương diện thế gian. Nhưng mà trên phương diện cuộc đời này, mà còn hiện khởi trong cuộc đời này, còn hiện thời này của mình, nói cho sát hơn nữa đó là hả, có cái thân này thì đó là cái sự khổ mà trong kinh mô tả đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, rồi là do chấp thủ năm quẩn cho nên khổ, trong kinh mô tả vậy. Thì cái sầu bi khổ u não này đó là nó diễn ra ở trong cái đời sống của chúng ta, bắt đầu là từ khi chúng ta mới sinh ra là những cái hài nhi nam hoặc là hài nhi nữ, lớn lên trở thành một cô thiếu nữ hoặc là một cậu bé trai, rồi hoặc là trở thành một cái người phụ nữ
trưởng thành, hay là trở thành một cái người thanh niên trưởng thành, hay hoặc là trở thành một cái người phụ nữ trung niên đến cái người đàn ông trung niên, hay hoặc là bước sang cái tuổi lão niên của một cái ông cụ già, hay hoặc là của một bộ bà cụ già. Thì từ ở cái chuỗi dài đó, chúng ta sanh ra cuộc đời này thì có lão tử sầu bi khổ u não, bệnh tật nó sẽ diễn ra ở trong cuộc sống này. Rồi cái cả chúng ta sống ra trên cuộc đời này, chúng ta sanh ra trong cuộc đời này hiểu trong cái nghĩa đen thì chúng ta phải có chết, mà hiểu trong một cái nghĩa chân đế thì chúng ta chết trong từng phản khắc một, cả thân và tâm của chúng ta từng phản khắc một. Phản khắc một là sao? Thân của chúng ta cũng đang sanh diệt, mỗi tế bào, mỗi sắc pháp của chúng ta sanh khởi trong một giờ, trong một khoảnh khắc nào đó, gọi là sát na đó. Mặc dù là chậm hơn danh pháp tới 17 lần, 17 sát na đó, thì nó cũng sanh diệt thôi. Còn tâm của chúng ta cũng vậy, cũng đang sanh diệt. Hiểu như vậy thì ở đây đó, khi mà mình nói cái mắt xích đó, mà Đức Phật Ngài nói rằng hả mà sanh là sanh được diệt, sanh lão tử được diệt đó, thì hữu được diệt, hữu được diệt, thủ được diệt, thì Đức Phật Ngài muốn nói là cái này diệt thì cái kia chấm dứt. Hay là nói rằng vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh lão sầu bi khổ não diệt. Thì nói như vậy, Đức Phật Ngài dạy như vậy thì dạy xuôi, có nghĩa là thuyết giảng về giáo lý duyên khởi xuôi, nhưng mà nói thuyết ngược có nghĩa là hả mà sanh diệt thì hữu diệt thì thủ diệt, thủ diệt ái diệt, và lần lượt thì diệt hết tất cả. Nói như vậy để chia thời gian, không phải là mốt mắt xích từ ở. Nếu mà nói rằng mắt xích ban đầu là vô minh mới sinh ra hành thì chúng ta nói từ đầu tới đuôi, nhưng mà trong mỗi cái pháp nó hiện khởi, trong mỗi thời gian nó đều có sự hiện hữu của 12 chi phần này, chứ không phải là chúng ta nói có cái này. Nhưng mà muốn nói rõ một điều đó là ở trong giáo lý duyên khởi thì cái mà điều mà chúng ta muốn nói, cái bị tạo và cái trợ tạo, cái thí dụ như cái bị tạo là hành, nhưng mà cái trợ tạo để cho hành có mặt thì đó là vô minh, vậy thôi. Rồi là cái mà bị tạo đó là thức, nhưng mà do hành là trợ tạo cho thức sanh khởi. Như vậy thì hả cái nói như vậy thì đối với một cái vị tu hành á, đối với chư Phật á, thì các ngài giác ngộ thấy rõ được cái điều đó, thấy rõ được cái sự vận hành của các cái pháp hữu vi, đặc biệt là cái các cái pháp mà tạo nên cái sự hiện hữu của những chúng sanh trong tam giới này. Và Đức Phật Ngài muốn nói rằng một người mà chấm dứt được vô minh, hay là chấm dứt được ái, hay là chấm được thủ, thì cái người mà chấm dứt được phiền não thì cái hành động nó không có, cái hành động cả hành động thiện và bất thiện nó không còn nữa. Bởi vì nếu chúng ta tu hành á, thì rõ ràng là chúng ta bỏ đi cái hành động bất thiện mà chúng ta thực hành những cái hành động thiện, và hành động thiện đó đó nó trở thành những cái nhân tố để giúp chúng ta đạt được cái sự giải thoát, nó dứt đi cái chấm dứt cái ái ở trong cái đời sống, chấm dứt cái phiền não ở trong đời sống, thì điều đó là cần. Nhưng mà bây giờ là khi mà chúng ta tu tập á, là để làm sao đoạn tận được cái chặt đứt được, giống như là một cái vị mà giác ngộ hoàn toàn như là bậc thánh A-la-hán, thì các ngài chặt đứt được những cái mắt xích này, và chỉ cần chặt được một cái mắt xích nào đó trong 12 mắt xích thì lần lượt những cái mắt xích còn lại đó thì không còn hiện khởi. Thì nói như vậy có nghĩa là nói đến vô minh thì có nghĩa là nói đến những chúng sanh, nói đến 12 nhân duyên dòng luân hồi, thì đó là những cái pháp để tạo nên chúng sanh có hiện khởi trong cuộc sống này. Nhưng mà nói đến cái sự vận hành của chúng sanh đó, thì rõ ràng là chúng sanh đang có 12 cái mắt xích này, và vì vậy nó có thể là hiện tại có, rồi tương lai, vị lai, quá khứ có, nó liên quan đến những vấn đề đó. Thì đây là một cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rất là lớn và rất là đặc biệt, sâu sắc. Với cái thời gian bấy nhiêu chúng tôi xin được chia sẻ,
thì có lẽ là còn để thời gian còn lại để chư tôn đức bàn sâu rộng thêm, để chúng ta được hiểu được lời lạc thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ kính trình chư tổ Phật tịnh. Thưa quý vị, thật ra thì chư tổ Phật tịnh đã làm một việc rất là cố gắng, đó là trong một cái thời lượng giới hạn để trình bày 12 nhân duyên. Và dĩ nhiên là khi trình bày như vậy thì rất là dễ hiểu cho phần lớn quý Phật tử, vì chúng ta không nói nhiều, nhưng mà giáo lý duyên khởi thì không biết có bao nhiêu chi tiết để mà chúng ta khai triển, kể cả một quyển sách lớn, kể cả nguyên một khóa học. Nhưng mà ở tại đây chúng ta cố gắng trình bày trong một thời gian tương đối. Tiếp theo thì xin được bước qua phần thảo luận. Và riêng trong phần thảo luận này, thứ nhất xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có nghe được. Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang ở trước máy, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Siêu có nghe được không? Và quý Phật tử có thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu đưa tay không ạ? Xin hỏi quý Phật tử. Dạ, quý vị chưa thấy. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa Pháp Đăng có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng cảm biết chức sinh thực hiện giao bức. Đến Tuệ Duyên Quang Hỷ post chìm cho câu thơ lùng số 3. Tại vì chúng tôi đang ở trên xe đó. Hôm nay chúng tôi có cái đám tang, là chúng tôi không có ở trước máy. Xin post cho câu thơ lùng số 3. Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng trong giáo lý duyên khởi, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên duyên sắc, vân vân, thì mỗi một pháp như vậy nó vừa là bị tác động mà nó cũng là tác động, nó vừa năng duyên mà cũng là sở duyên. Thì câu hỏi được đặt ra ở tại đây là trong 12 nhân duyên đó, những cái pháp nào mà chúng ta có thể dùng ý chí để can thiệp được, và những pháp nào mà chúng ta không thể dùng ý chí can thiệp được mà chúng ta phải chấp nhận. Thì nếu có người nói là mình học cho biết như vậy, chứ mình thật ra không làm gì hết, nó là một dòng chảy cuồn cuộn mà chúng ta hoàn toàn không thể làm gì khác hơn được, thì Thượng Tọa Pháp Đăng giải thích thế nào? Xin kính thưa Thượng Tọa. Alo. Cảm ơn quý vị. Thì chúng ta cũng biết rằng những cái sự tác động mà của năng duyên và sở duyên đó, cái sự tác động trong cái mắt xích của thập diện duyên đó, thì có những cái pháp chặn lại đứng được, nên các cái bậc thánh, các bậc phàm nhân mới trở thành thánh nhân được. Ví dụ chúng ta thấy những vị thánh tu được quần Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vị thánh A La Hán chánh đẳng giác và A La Hán độc giác, thì các ngài vẫn chặn đứng được. Vì có cái sự chặn đứng nên mới có cái bậc thánh. Bởi chúng ta biết rằng đối với cái sự luân hồi của phàm nhân đó, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật nói rằng lang thang ma quỷ kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Thì người nói như vậy thì chúng ta thấy rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, mà kẻ xây ngôi nhà này. Thì khi biết rằng kẻ xây ngôi nhà này đó, thì chúng ta biết rằng chính là vô minh và tham ái.
Thì chúng ta cũng thấy vô minh là cái nhân quá khứ, tham ái là cái nhân hiện tại. Và từ thọ nó có thể duyên cho ái, hay là thọ nó duyên cho tịnh tính. Nếu mà chúng ta có cái sự tu tập, hay là chúng ta có sự tác ý, tác ý các pháp vô thường, khổ hay là vô ngã, mình thấy rằng đối với mắt chúng ta đó, phải nhìn cảnh sắc. Trừ khi lúc nào chúng ta ngủ là cái cảnh sắc nó không có tác động vào mắt chúng ta nữa, chúng ta có thể ngủ được. Nhưng mà nếu mà cái cảnh sắc nó vẫn tác động vào mắt chúng ta hoài đó, thì chúng ta rất là mệt mỏi. Và nhiều khi mình có thể là mình nói rằng mình mệt mỏi mà không ngủ được. Ví dụ chúng ta thấy những người mà họ coi bộ phim nào hay đó, họ buồn ngủ lắm, nhưng mà họ cứ mở cái phim đó hoài. Thì những cảnh mà thường thường chúng ta thấy cảnh ở trong đó, cảnh đó mà mình gọi là cảnh lớn ấy, là một cái gì đó tác động, tác động, mình nói cảnh lớn. Ví dụ mình thấy rằng cái lỗ tai mình có một âm thanh lớn ấy, thì cái nhĩ thức nó sanh khởi, nên trong Phật giáo gọi là cảnh rất lớn. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta coi phim đó, thì cái cảnh sắc đó nó cứ bình thường, nó trôi qua những cái hình ảnh nào nó không hấp dẫn đó, thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà dù chúng ta có buồn ngủ đó, nhưng mà cái cảnh đó, nó hấp dẫn đó, thì chúng ta cũng bị giật mình, hoặc là chúng ta bị tỉnh lại. Nếu mà chúng ta muốn tốt nữa đó, thì chúng ta nên tắt cái màn hình để chúng ta ngủ là cái ổn định nhất. Và chúng ta cũng thấy được cái khổ của mắt và cảnh sắc. Bởi chúng ta thấy rằng mắt và cảnh sắc á, mắt chúng ta suốt đời mắt cảnh sắc, tai suốt đời nó nghe cảnh thinh. Chính cái suốt đời đó mình gọi là suốt cái sự luân hồi của chúng ta đó, không khác được. Nên nó không có ở quyền chúng ta, nó chỉ tác động thôi. Nó không ở quyền chúng ta là gì? Khi mà chúng ta buồn ngủ, chúng ta muốn ngủ, dòng tham của chúng ta không có chặn đứng lại được. Chúng ta không có hiểu được, và quen là chúng ta bị tham ái nó mạnh quá đi. Còn khi mà chúng ta coi như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn ngủ, chúng ta tắt cái phim đó đi, chúng ta ngủ thì coi như là ổn. Tại vì không có cái cảnh sắc mà chúng ta muốn coi đó, có nghĩa là có cảnh sắc khác thôi. Mắt chúng ta ban ngày mỗi bữa nó vẫn bắt cảnh sắc, nhưng mà nó trở thành cái cảnh nhỏ vì chúng ta thấy cái đó nó quen rồi. Còn khi mà có một cái đối tượng nào mà hấp dẫn đó, thì mắt chúng ta phải chăm chú nhìn cái đối tượng đó. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái mắt chúng ta nó tùy theo cái duyên. Và chúng ta muốn được an lạc đó, thì chúng ta tạm thời có một cái cách. Ví dụ chúng ta buồn ngủ quá thì chúng ta tắt máy chúng ta ngủ. Nhưng mà nếu chúng ta để máy như vậy đó, thì cái cảnh thinh và cảnh sắc đó, nó sẽ tác động. Nhất là cái cảnh thinh là cái âm thanh. Khi một người coi phim mà những cái âm thanh, có những cái âm thanh mà làm cho mình chăm chú, thì chúng ta hiểu cái đó là cái cảnh lớn. Cái cảnh lớn hay là cái cảnh đó nó làm cho tham tăng trưởng mạnh. Thì cũng như vậy, những cái cảnh nó cũng có thể làm cho sân sanh lên mạnh. Khi mà những cái gì đó mà chúng ta buồn ngủ, mà cái âm thanh đó là những âm thanh nào đó mà làm chúng ta bực bội đó, chúng ta cũng mở mắt chúng ta coi. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, Ngài vẫn biết được mình thấy khổ á, vì mình biết cái tâm của mình đó, nó bị vô thường. Mà thấy được khổ như vậy đó, mình mới thấy là vô ngã, không có cái ta. Chỉ có những cái pháp mà khi mình biết đó là phúc hành, là phi phúc hành. Thí dụ mà phúc hành á, thì chúng ta nỗ lực trong cái việc thiện. Phi phúc hành đó, thì chúng ta cũng nỗ lực trong bất thiện. Như vậy thì khi một người đó mà họ có tác ý đến những cái pháp mà họ có thể làm được những cái thiện nghiệp đó, chúng ta thấy như là gần đây chúng tôi coi một cái người đó họ có tiền rất là nhiều, nhưng mà họ không muốn ai biết hết, họ làm việc từ thiện hết cả tài sản của họ. Có nhiều người họ hỏi họ sao mà ông ăn uống hạ tiện hạ tặng như vậy, nhưng mà ông để tiền làm việc từ thiện. Thì ông đó, ông có một cái sự suy nghĩ, và ông có nói rằng khi mình chết á, thì cái áo liệm nó không có túi, nên ông có tiền nhiêu là ông làm phước hết.
thì chúng ta cũng thấy rằng ông này ông có một cái lý tưởng, một cái lý tưởng phước báo công đức nào đó theo cái lý thuyết của một tôn giáo nào đó, với một cái sự suy nghĩ tương đối mọi người chết rồi không đem theo cái gì. Ông cũng có sự suy nghĩ như vậy. Thì chúng ta cũng thấy khi một người mà nghĩ rằng cái sự khổ của luân hồi đó, họ muốn chấm dứt đó, nên họ thấy mắt và cảnh sắc là khổ, tai và cảnh thính là khổ, mũi và cảnh khí là khổ. Và nhiều khi chúng ta nghe cái dùng gọi là quyền đó, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền đó. Nhưng mà chúng ta nghe quyền là nghĩa là có cái sự chinh phục ở trong đó. Nhưng mà cái sự chinh phục này đó, thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài nói rằng mắt và cảnh sắc, như cảnh lớn thì tâm nhãn thức sanh khởi. Có nghĩa là cảnh lớn là gì? Cái cảnh nào hấp dẫn á. Có nhiều khi chúng ta thấy rằng lúc mà chúng ta ngủ nó cũng có mắt, cũng có nhìn cái cảnh này cảnh kia, nhưng mà cảnh đó nó sẽ là cảnh bình thường, nó không lớn. Không lớn thì cảnh nó không hấp dẫn, hay là không có phẫn nộ. Bởi cảnh lớn ở đây chúng ta có thể hiểu cảnh mà nó đối với mắt chúng ta là cái cảnh gì mà nó hấp dẫn chúng ta, và những cảnh gì nó ngược trở lại thì làm chúng ta cũng chăm chú nhìn vào cái cảnh đó. Thì cũng như vậy, cảnh thinh cũng vậy. Khi mà nói nhãn quyền là nó vì nó có sức mạnh để chi phối, nó cắt đứt những cái cảnh khác. Ví dụ cảnh thinh mình đang nghe một cái bản nhạc rồi đó, nhưng mà cái cảnh sắc nó có thể cắt cái tâm nhĩ thức, vì cái cảnh sắc đó nó mạnh hơn cái cảnh rất lớn. Thì cảnh thinh nó cảnh trở thành cái cảnh bình thường. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nó nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nó có sức mạnh để chi phối, nó đủ điều kiện thì nó chi phối. Ví dụ giờ chúng ta ngồi chúng ta tu thiền như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì cái cảnh đó bên ngoài, cảnh sắc, cảnh thinh đó, nó có thể làm cho chúng ta, hoặc cảnh xúc đó, ví dụ một con mũi nó cắn một cái da chúng ta đau quá đó, chúng ta thức niệm, chúng ta chỉ biết cái đau của chúng ta từ bỏ cái đề mục, chúng ta biết cái thân căn nó đau thôi. Tại vì cái cảnh xúc đó, bây giờ nó cảnh rất lớn, một con mộng nào nó đút vào cái thân chúng ta thì cảm thấy đau đớn. Thì lúc bây giờ chúng ta bỏ cái đề mục mà chúng ta đang tu, chúng ta theo cái sự đau của thân. Thì như vậy nên chúng ta biết rằng cái điều kiện mà tâm thân thức nó sanh khởi lên là cái cảnh rất lớn. Cảnh rất lớn ở đây là một vật gì đó va chạm vào cái thân chúng ta, mà chúng ta phải cảm nhận được. Trừ nếu chúng ta cảm nhận được, chứ không thể nào không cảm nhận được, trừ khi nào chúng ta chết, đánh đập hay là đâm chém, chúng ta không còn biết gì đó thì thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta còn sống đó, thì những cái điều đó nó ảnh hưởng đến chúng ta. Trừ khi nào những người nhập thiền họ có cái lộ tâm kiên cố, hoặc là những người họ nhập thiền diệt thọ tương định, hoặc là người chết. Còn lại nếu mà người không có những cái trường hợp đó thì điều cái cảnh xúc rất lớn thì tâm thân thức sanh khởi thôi. Như vậy khi mà những cái điều kiện đó nó chi phối cho chúng ta như vậy đó, mà chúng ta hiểu nó là vô thường, là khổ, là vô ngã đó, thì chúng ta có cái tác ý lìa bỏ những cái tham ái, lìa bỏ những cái thường hằng, lìa bỏ những cái ảo tưởng của cái sự dục lạc. Vì chúng ta thấy rằng thế gian này đều là những cái nhân duyên, những cái điều kiện cho những cái tâm sanh khởi. Và chúng sanh bị cuốn hút bởi những cái tịnh tướng đối với tâm tham, hoặc là đối ngại tướng với tâm sân, hoặc là với tâm si là vô minh, tham sân si đó, những cái điều kiện để chi phối cái tâm của chúng sanh. Trừ khi nào chúng sanh thấy được cái vấn đề đó, mình tập chánh niệm tỉnh giác, như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái sự tu tập chúng ta để một lúc nào đó chúng ta được mạnh đó, là chúng ta bỏ cái công sức và cái ý chí nghị lực rất là nhiều. Và chính cái ý chí nghị lực đó là điều kiện để chúng ta chấm dứt cái nhân duyên luân hồi. Nó không có trở thành vô minh, duyên cho hành, duyên cho thức duyên danh, sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử. Vì chữ cái thọ đó, nó duyên cho tịnh tính, nó không duyên cho ái nữa. Nếu duyên cho ái, nó sẽ trở thành thủ. Ái mạnh thành thủ, thủ mạnh thành hữu, hữu mạnh thành sanh trong tương lai. Còn bây giờ chúng ta không có cắt đứt cái thọ nó duyên, từ cái thọ nó duyên cho ái, chúng ta không có cho nó duyên cho ái, thì chúng ta hiểu các pháp là vô thường là như vậy. Dù là chúng ta đang tu tập, nhưng mà những cái cảnh rất lớn đối với mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh nó vẫn sanh khởi. Như vậy á, dù chúng ta học kinh hay là chúng ta đang tu thiền, thì cái tâm chúng ta gặp những cái điều kiện mà cảnh lớn á, cái tâm chúng ta vẫn bắt những cái cảnh đó.
dù chúng ta vẫn bỏ cái đề mục đó. Thì chúng ta biết rằng cái tâm chúng ta vô thường là như vậy, chứ không phải là thường. Nếu mà thường á, mình kêu á, mình tu nhớ đề mục, đề mục mà hơi thở, nhưng mà nó vẫn không nhớ thì nó nhớ những khi cái cảnh kia rất nhỏ, nhưng mà cảnh kia lớn á, thì nó sẽ bắt cảnh thôi. Tâm nó sanh lên nó bắt cảnh. Vì chúng ta không phải là người chết, chúng ta là người sống. Người sống á, thì có những cái giác quan tương ứng với những cái tầng cảnh và những cái thức, những cái thức á, nó tương ứng vào những cái giác quan như là mắt để cho tâm nhãn thức, tai tâm nhĩ thức nương. Khi mà có cảnh thinh hoặc cảnh sắc lớn á, thì cái tâm nhãn thức hoặc là nhĩ thức sanh khởi thôi. Và chúng ta hiểu nó là như vậy đó, nên chúng ta thấy nó là vô thường thiệt, chứ nó không phải là thường. Vì chúng ta muốn tu hay chúng ta muốn coi kinh hay là chúng ta muốn ngủ á, thì chúng ta ngủ, nhưng mà thật sự chúng ta không ngủ được. Khi mà những cái âm thanh lớn, những cái tiếng lớn, tiếng động, thì cái tâm nhĩ thức sanh khởi để nghe cảnh thinh. Nên chúng ta gọi là tâm ngủ thì gọi là tâm hộ kiếp. Vì cái tâm tái tục chúng ta nó làm chúng ta trong giấc ngủ, chúng ta gọi là tâm hộ kiếp, nó làm chúng ta ngủ. Nhưng mà khi hiểu hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động, kiếp dứt dòng, rồi khai môn, khai nhĩ môn cho nhĩ thức sanh khởi, như vậy là lúc bấy giờ chúng ta không ngủ được. Như vậy thì cái âm thanh đó, nó sẽ là cái chướng ngại cho chúng ta. Nên bình thường quý vị nghe nói rằng cái sơ thiền á, cái gai nhọn của sơ thiền là cái tiếng động. Một người mà muốn tu chứng sơ thiền á, mà ở chỗ nào có tiếng động hoài đó, thì người đó khó mà chứng sơ thiền. Vì cái cảnh thinh nó lớn á, làm tâm nhĩ thức sanh khởi để nghe cảnh thinh. Nên chúng ta không có định kiên cố được. Mà chúng ta chỉ hơi chút xíu là nó bị cái âm thanh nó làm cái tâm chúng ta phải nghe cảnh thinh. Một cái người định kiên cố là họ chỉ ở trong cái cảnh thiền thôi, mà bây giờ mình bị cảnh thiền chi phối. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng nha, cái mắt xích thập nhị kia nó có sự chặt đứt. Vì có chặt đứt á, nên các bậc thánh mới chấm dứt luân hồi. Chứ nó không phải không có chặt đứt, nhưng mà cái chặt đứt á, nó đòi hỏi cái nghị lực. Cái nghị lực mà chúng ta gọi là Atithana, là cái chí nguyện độ đó. Chúng ta làm những cái thiện sự công đức, nhưng mà chúng ta nguyện cho chấm dứt sự luân hồi. Thì cái sự mong mỏi chấm dứt luân hồi, mình sẽ từng tự mình sẽ thấy được á, dù là phúc hành hay phi phúc hành, nó cũng là khổ. Trong cái sự luân hồi nó cũng bị vô thường chi phối, bởi vì cái phúc hành nó cũng không có thường hằng. Mình có phước đó, rồi hết phước, rồi bây giờ mình có tội đó cũng hết tội, chứ không có phải tội nó còn hoài. Nếu mà tội còn hoài mình nghĩ sanh vào địa ngục hoài sao, mà nếu mà phước còn hoài thì mình cứ hưởng cõi trời hoài sao? Nó không phải vậy. Những cái gì nó nhân quả, nó có sanh, nó có nhân, có nhân ra cái quả, rồi nhân ra cái quả, rồi sẽ có một cái nhân khác, quý vị, nó sẽ ra cái quả khác. Cái nhân quả nó liên tục, vì những cái tâm thiện bất thiện của chúng ta liên tục, và những cái tâm chúng ta thọ dưỡng cho ái liên tục, có thể sắc ái, có thể thinh ái, có thể ý ái, có thể là vị ái, có thể là xúc ái, có thể là pháp ái, hoặc là ưa thích cái này ưa thích cái kia, thành cái sự tái sanh của chúng ta đó, nó cũng sẽ tái sanh theo cái cảnh giới, theo cái sự tham ái chấp thủ của chúng ta, sẽ duyên cái hữu và duyên cái sanh. Như vậy khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng vì có cái tác động, nhưng mà cái mắt xích đó, tác động đó cái người trí hiểu được các cái pháp nó là vô thường, vậy danh là sắc nó là vô thường chứ nó không phải là thường, và nó vì không thường, nó không phải là ở trong cái tự ngã, mà nó chỉ tùy thuộc nhân duyên sanh khởi. Nên chúng ta thấy nó vô thường là khổ là như vậy, và chúng ta thấy vô ngã là như vậy. Có nghĩa là vô ngã là nó theo cái tùy thuộc theo cái duyên, và chúng ta thấy được cái duyên đó, chúng ta sanh ra nhàm chán. Và những cái gì mà duyên cho tham ái, sân hận, si mê đó, chúng ta làm cho nó chấm dứt từ từ. Nên cái phi phúc hành, hay là chúng ta gọi là hành nó duyên cho thức á, nếu mà chúng ta bẻ cái chỗ hành nó không duyên cho thức á, thì nó sẽ không có duyên cho thức, không duyên cho danh sắc lục nhập nữa. Thành ra chúng ta thấy cũng như là hiện tại thọ đó, nó không duyên cho ái nữa, nó duyên cho tịnh tính đó. Một lúc nào đó chúng ta sẽ chấm dứt luân hồi. Nhưng mà cứ thọ duyên cho ái, duyên cho thủ, hữu, sanh, lão, tử thì sẽ có. Còn nếu mà thọ mà duyên cho tịnh tính đó, duyên cho tính, niệm, tàm, quý, vô, tham, như sân, hành, xả đó, nó duyên cho cái pháp thiện đó, từ từ nó sẽ có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Cũng như trong bài kinh 40 đại pháp, Đức Phật gọi là chánh kiến rồi đến sanh y, và chánh kiến rồi đến đạo chi đó. Chánh kiến rồi đến sanh y là mình hiểu đúng, mà tạo nhân đúng, làm cái thiện nghiệp đó, là cái phúc hành nó cho mình sanh trời người. Rồi cái phúc hành đó làm cho mình tái sanh làm người tam nhân, và nó
là duyên của cái thiện nghiệp quen, mình gọi là thường gợi ý, thường gợi ý duyên quen, cái người làm thiện quen, cái người tu tập thiện quen thì họ sẽ dễ có cái thiện siêu thế. Đó là tâm đạo tâm quả, động lực thiện siêu thế đó, nó sẽ làm cho trở thành thánh nhân. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó, cái sự tác động của những cái mắt xích đó, tập nhị duyên đó, thì có những cái pháp chẩn đứng bởi những cái ý chí, thì chúng ta thấy rằng cái đó là cái sự tác ý của chúng ta. Chúng ta tác ý đến những cái thiện pháp và tác ý đến cái tướng vô thường, khổ, vô ngã ở trong danh sắc ngũ uẩn này, và chúng ta thấy được cái sự vô thường và thay đổi như vậy, nó là khổ. Nó là khổ thì không có thể nào nói là người ta hay của ta được. Nó tùy thuộc theo cái nhân duyên, cái nghiệp quả mà nó cho ra. Mà khi có cái thân này đó thì nó có bao nhiêu cái sự khổ. Nên chúng ta thấy những vị thánh A-la-hán không có phiền não khổ thôi, nhưng mà các ngài vẫn có ngũ uẩn khổ. Mắt phải nhìn thấy cảnh sắc, tai vẫn nghe cảnh thinh, mũi vẫn ngửi cảnh khí, miệng vẫn nếm trên bị, thân vẫn có cảnh xúc. Như vậy thì các ngài vẫn có cái ngũ uẩn khổ, có nghĩa là mắt phải nhìn thấy cảnh sắc thôi, nhưng mà các ngài hết phiền não rồi thôi. Nên thường thường chúng ta thấy rằng tại sao mà có cái thân nó có sự đau nhức, có sự đói khát. Nên những cái lúc mà Đức Phật ngày nhập mà thiền không mà vô tướng đó, thì ngày thời gian nó được ăn của ngày á, nó là cái thân mà giống như người ta nghĩ là cái thân không có bệnh hoạn, là thân bất hoại này kia nọ. Nó không phải vậy đâu quý vị. Đức Phật dù ngày có cái thân là ngày là Phật bị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà những lúc đau nhất nó vẫn có đau nhất. Chỉ lúc nào ngày nhập được vô tướng tâm định đó, thì thời gian đó gọi là không có những cái tâm mà chúng ta gọi là tâm thân thức thọ khổ đó. Nếu mà nắng mưa hoặc là mũi mồng đó, thì nó đụng vào thân của ngài, ngài vẫn có thân thức thọ khổ, nhưng mà tâm của ngài không có tâm sân thọ ưu thôi. Nhưng mà nếu mà ngài nhập vào thiền diệt hay là tiền vô tướng đó, có nghĩa là không có tướng nhất thiết, có nghĩa là ngày ly tất cả nhất thiết, ly tất cả các tướng đó, có nghĩa là không có cái tướng của thân, của tâm, và ngày nhập vào cái diệt thọ tưởng định đó, niết bàn đó, thì lúc bây giờ ngày có một cái thật khoảng thời gian đó là chúng ta gọi giống như là niết bàn. Niết bàn thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại, cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sa thú kính thiền thượng tọa Pháp Đăng. Bạch Chư Đạo Tiểu Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Quý Phật tử có thấy thượng tọa Tiểu Siêu có ở trước máy và có nghe được không? Quý vị quan hệ cho biết. Dạ. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ, nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính quan hệ cho biết. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa Pháp Tân có còn Thượng tọa Pháp Tân có còn ở trước máy và có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và có nghe được không? Sư Nguyên Thông ơi, sư quan thị trả lời cho cô số lượng tiếp theo. Có biết sư Nguyên Thông có nghe được không vậy? Dạ. Sư Nguyên Thông, cái duyên khởi của bài kinh này đó là một vị tỳ kheo tên là Sa Tý đã có một cái chấp sai về một cái thức hằng hữu không thay đổi, nó đổi từ đời này sang đời khác. Cái thức không thay đổi đó chúng ta gọi trên được bình thường là một linh hồn. Và Đức Phật ngài dùng rất là nhiều cái pháp để ngài
giảng rõ về điểm này. Nhưng cái câu hỏi căn bản ở tại đây, sư thầy Trí Quang Hỷ phó chỉ một cái câu thảo luận số số 5 dục, đó là xin lỗi số 4 dục, xin nguyên tiếp theo là dạ, sư thầy Trí Quang Hỷ phó chỉ câu thảo luận số 4 là tại sao mà Đức Phật ngài dạy về giáo lý duyên khởi ở đây, để nói về là khẳng định một điều rằng không có một cái tâm thức hằng hữu, tức là một tâm thức không thay đổi, thì siêu nguyên thông quan hỷ nói rõ thêm về điểm này, thì siêu nguyên thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ có đáp án cho câu thảo luận số 4. Hỏi rằng giáo lý duyên khởi cho thấy sự chấp thủ thường kiến hoàn toàn sai lầm. Kính thưa sư phụ, tất cả những cái thường kiến và đoạn kiến đều là những cái có chấp thủ sai lầm. Là vì trên thế gian này Đức Phật giảng dạy là tất cả đều là vô thường, không có một sự vật gì đứng yên, dầu cả thân xác của chúng ta, dầu cả trái đất, dầu cả cái computer, dầu cả tất cả cái gì đều có cái đời sống của nó. Thí dụ trái đất của chúng ta thì đời sống nó bao nhiêu tỷ năm, mặt trời đời sống bao nhiêu tỷ năm, cho một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ nổ tung ra. Khi cái đời sống của nó chấm dứt thì nó là như vậy. Mà cái người nào cho rằng chúng ta có một cái linh hồn trường cửu bất biến, dầu cho kiếp này kiếp sau thì cũng là vậy, thì đó là một cái quan kiến rất là sai lầm. Kính thưa sư phụ, là Đức Phật thì giảng dạy rằng trên thế gian này tất cả đều là vô thường, đời sống là vô thường, con người là vô thường, tâm thức cũng vô thường, không có cái gì đứng yên. Mà nếu mà cái người nào mà nói ngược lại cái lời nói của Đức Phật, cái lời đó là tà kiến, hay là người đó bị cái màn vô minh nó che phủ, nó làm cho họ không thấy rõ cái giáo pháp của Thế Tôn, là vì vậy cho nên họ có những cái suy nghĩ sai lầm, và những cái suy nghĩ sai lầm đó cho nên họ hành động theo cái hành động mà sai lầm đó, thì họ sẽ nhận lấy cái hậu quả, sẽ được sanh vào trong những cảnh khổ cảnh. Còn ngược lại, người nào mà thấy cái có cái chánh kiến thì thấy rõ cái chân lý của tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, bát thánh đạo, thì người đó có thể thấy con đường để thoát ra khỏi những cái khổ mà người bình thường bị vướng phải. Vì vậy cho nên là cái giáo lý duyên khởi thì cho anh thấy đây là do vô minh duyên hành dành duyên thức, thức duyên danh sách sanh lục nhập sanh xúc, xúc thọ, thọ sinh ái, thủ, rồi hữu, rồi cái khổ quẩn này nó lần lần nữa nó sẽ là trở thành là một cái điều mà con người ta sẽ đau khổ sanh tử luân hồi là như vậy. Vì vậy cho nên cái giáo lý duyên khởi là một cái giáo lý mà ai cũng có thể học thuộc, là vì nó như vậy. Nhưng mà Đức Phật đã giảng giải rằng không phải dễ dàng như vậy. Nó có những cái sâu sắc của nó, và có những cái yếu tố mà do tâm của chúng ta sanh khởi mà chúng ta không kiểm soát được, thì chúng ta có những cái hành động nó hơi sai lầm. Vì vậy cho nên đối với câu thảo luận số 4 này, thì con nghĩ rằng chúng ta phải theo đường giảng giải của Đức trong cái bài kinh này, mà nương theo đó mà học tập, mà nương theo đó mà hành theo, để có thể là đi đúng con đường. Bởi vì có một lần thì ngài A Nan, ngài biết là ngài nói là con đã hiểu biết đã giáo lý duyên khởi rồi. Đức Phật nói là coi chừng, không phải là dễ dàng như vậy đâu, nó có cái chiều thâm sâu của nó. Cho nên chúng ta học cái bài này mà may mắn là sư phụ đã cho học 2 ngày, để chúng ta có thời gian mà chiêm nghiệm rồi ôn tập lại những điều mình chúng ta đã học từ xưa đến nay. Là vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái câu hỏi số 4 này, tại sao giáo lý duyên khởi cho thấy sự chấp thủ thường kiến là hoàn toàn sai lầm? Thì những cái thường kiến là cho rằng một cái linh hồn bất biến, hay là đoạn kiến là chết đi là mất, thì tất cả những cái điều đó
thì đều là sai lầm cả. Là bởi vì chúng ta phải hiểu biết là trên thế gian này có cái luật, mà cái luật đó chỉ do Đức Phật tìm thấy ra, là luật cái nhân quả. Do cái hành động, cái chấp thủ của chúng ta, và chính cái hành động, cái chấp thủ của chúng ta, thì chúng ta thấy là nếu những cái hành động mà nó đúng theo giáo pháp thì đó là thiện, còn nếu mà đi ngược lại cái giáo pháp là ác. Thì nếu mà chúng ta có những hành động mà bất thiện thì chúng ta sẽ gặt cái quả báo là ác báo. Còn nếu mà chúng ta có cái trí tuệ thì chúng ta hành theo những cái thiện sự thì chúng ta sẽ có cái thiện báo. Và cái người mà hiểu rõ giáo pháp thì tất cả những cái việc làm của họ thì họ sẽ chỉ có làm thiện thôi. Còn nếu mà những người mà đắc từ A-na-hàm hay A-la-hán trở lên thì họ có cái tâm duy tác, tức là chỉ vì cái công việc phải làm, cần làm, chứ họ không còn cái tâm tham đắm, cho nên là họ không có cái những hành động đó là gọi là kriya citta, tức là tâm tố, nó không có đem đến thiện báo hay là ác báo. Đối với những người mà đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con nghĩ như vậy. Kính thưa sư phụ, đó là những cái hiểu biết của con cạn rợt cho câu hỏi số 4 này. Con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm. Những điều có nói chưa hết và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Xin trường sư Nguyễn Thông, thưa quý Phật tử, còn vài giây phút sau cùng, có lẽ là chư vị giảng sư cùng một số các vị cũng có thoải mái, chúng tôi xin được có vài lời chia sẻ là thứ nhất, đề tài ngày hôm nay đó là một đề tài rất là rộng. Chúng ta đã nghe giảng về tứ thực, tức là những cái dưỡng tố. Chúng ta đã nghe giảng về những cái sáu xúc sở thanh thọ, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, vân vân. Chúng ta cũng sẽ nghe nhiều đề tài khác, nhưng mà tất cả những điều đó đó nó đều nằm ở trong cái giáo lý duyên khởi này. Có ba điểm mà chúng ta cần nhớ ở tại đây, đó là cuộc sống nó là một dòng chảy rất mạnh, cuồn cuộn như một dòng sông. Và cho dù là chúng ta muốn nó dừng lại thì nó cũng không dừng lại được. Tại vì cái dòng chảy cuồn cuộn giống như là một cái đập nước, một cái thác nước, quý vị thấy đó, nó tuôn chảy bất tận. Thì cuộc sống nhiều khi chúng ta muốn tìm một thế giới bình an, người ta uống rượu cho say, người ta ngủ cuộc giấc để quên đi cuộc đời, và nghĩ như vậy là khi mình uống rượu như vậy là cuộc đời sẽ dừng lại. Như không, nó vẫn tiếp diễn và tiếp diễn. Cái sự tiếp diễn của cuộc đời đó, mình không có khả năng mình dừng lại được. Và đó là điều mà chúng ta nên hiểu. Cái sự tác động giữa vô minh duyên hành, hành duyên đức, thức duyên nhân sắc, duyên sắc luân nhập á, nó không phải là mình dậy cò, tức là mình dậy đến đâu thì đi đến đó, không phải vậy. Mà thậm chí có khi mình muốn đứng lại nó được không? Thậm chí khi chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta không thể dừng lại được. Nhã Ca có làm một câu thơ rất là dễ thương, đó là khi về tay nhỏ che trời rét. Trời rét mà dùng bàn tay nhỏ mình che lại thì thật sự mình che không nổi, không được. Nó là một cái sức cuồn cuộn mà chúng ta phải nói một điều rằng trừ khi chúng ta vượt khỏi dòng sanh tử bằng cái tuệ giác của mình, sống ở trong dòng sanh tử thì cái lực gọi là bị tác động và tác động mà chúng ta không dừng lại được. Và điều thứ hai mà chúng ta nên nhớ về giáo lý duyên khởi đó là giáo lý duyên khởi cho chúng ta thấy rằng các pháp đó, nó bị chi phối, nó bị nương tựa lẫn nhau, và không thể nói rằng có một cái pháp nào mà nó tồn tại tự nó có tồn tại độc lập được hết. Ví dụ như là bây giờ chúng ta đang sống ở trong một xã hội như xã hội Hoa Kỳ, thì đời sống hàng ngày, từ cái ăn, cái mặc, từ cái sự an toàn, từ cái sinh hoạt của chúng ta, vân vân, tất cả điều đó, nó đều
có một cái sự tương quan chằng chịt lẫn nhau. Nếu bão đến mà điện cúp, điện cúp thì tủ lạnh không có chạy được, những cây xăng không có bơm xăng để mà bán được. Và lúc bây giờ chúng ta hãy chỉ riêng là có điện và không có điện thôi, thì đời sống của chúng ta nó đã khác biệt rất là nhiều. Vì vậy khi mà mình sống, mình hiểu đó là cuộc sống của mình nó lệ thuộc, nó tùy thuộc vào nhiều thứ. Thành ra cái chữ mà Sambhavada có đôi khi Bác Phạm Kiên Khánh gì thì gọi là tùy thuộc phát sanh. Tùy thuộc sanh mà chúng ta là cái những pháp nó nương nhau mà sanh khởi. Cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không có. Thì mình phải hiểu về giáo lý duyên khởi như vậy, là cái bản chất của pháp hữu vi đó là sự lệ thuộc. Và đôi khi chúng ta nói tôi không muốn lệ thuộc, nhưng mà nếu chúng ta nói thật sự tôi không muốn lệ thuộc thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải vượt khỏi cái dòng chảy sanh tử. Còn nếu mà còn sống ở giữa cuộc đời trầm luân này, bảo rằng mình sẽ độc lập hoàn toàn, mình có độc lập rồi có tự do, có hạnh phúc, thì thật ra cái đó chỉ là ảo tưởng. Và nó không có cái chuyện mà độc lập là mình sống không có nương ai, không cần ai, sống không cần ai, có ai không có, mình không có như vậy. Cái điều này nó là một cái hệ lụy của kiếp nhân sinh, là bắt buộc phải như vậy. Và điều thứ ba, thưa quý vị, mà chúng ta cần nhớ về giáo lý duyên khởi đó là cái, bởi vì nó là những cái xung lực tác động và bị tác động liên tục, nó không bao giờ giữ một cái nguyên trạng. Cái status quo, status quo là cái nguyên trạng mà chúng ta mong muốn trong đời sống á. Nhà mãi mãi là như vậy, con mãi mãi là như vậy, người thân yêu mãi mãi là như vậy, tài sản mãi mãi là như vậy, và cái thân của chúng ta mãi mãi là như vậy đó. Thì nó không có chuyện đó đâu. Cuộc sống nó là một cái sự xô đẩy liên hồi của những dòng sống đời bất tận. Có khi nào chúng ta ra biển mà sống đập vào bờ mà mình bảo rằng nó có thể nằm yên một chỗ? Không có đâu. Từng cái đợt sống này, giống như ở trong văn hóa Trung Hoa mà trong kiếm hiệp chúng ta nói là sống trường gian, sống sau đè, sống trước. Nhưng mà sống trường gian thì ít hơn sống biển, thưa vị. Sống thì nó bổ đập liên hồi. Cuộc sống nó không bao giờ dừng lại. Ngày hôm nay chúng ta thấy bao nhiêu cái thịnh nộ, bao nhiêu cái va chạm của con người trong xã hội ở ngoài đời đó. Và người binh theo lý thuyết này, người binh theo lý thuyết kia. Hôm qua chúng tôi có đọc một bài báo, họ nói rằng cái sự chia rẽ của đất nước Hoa Kỳ đến mức độ mà bây giờ đó, có hai cái bên là một bên chống ông Trump, một bên ủng hộ ông Trump đó, là họ không bao giờ có thể nói chuyện với nhau được. Dạ. Cái ngôn ngữ và suy nghĩ của bên này thì bên kia không hiểu được, cái ngôn ngữ và bên kia không gì hiểu được. Và điều đó nó sẽ để lại một cái đại họa trên nước Mỹ nhiều năm, nhiều thập kỷ, chứ không phải chỉ một năm, hai năm. Tại vì người thấy có một cái sự bất đồng quá lớn, và bây giờ người ta không ai nghe ai, không ai chấp nhận ai nữa. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà người ta bất đồng như vậy đó, thì người ta nghĩ rằng đó là chân lý, đó là mãi mãi, nó phải như vậy. Nhưng mà kỳ thật, cái sống đời sâu đẩy nó không giờ đứng mãi mãi như vậy. Nó không có đứng mãi như vậy. Chúng ta không rời bỏ quan niệm đó, thì quan niệm đó nó không sẽ rời chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì xã hội thay đổi rồi mình phải thay đổi. Chúng ta phải già rồi phải chết đi. Đức Phật Ngài dạy rằng những người khác không hiểu biết, tức là hai bên tranh luận không hiểu biết, ở đây rồi mình bản thân của mình sẽ bị hủy diệt, tức phải chết đó. Ai hiểu được điều này, tranh luận tự nhiên tiêu. Chúng ta muốn tranh luận, muốn hơn thua, và muốn làm dữ, làm mạnh để bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng mà kỳ thật, tất cả chúng ta nó giống như một người đang rơi vào cái dòng nước, và dòng nước đó nó đã cuộn chảy đến một cái thác. Và cái thác khi đến thác nước đó thì chúng ta sẽ bị gieo mình xuống một cái vực thẳm, và tất cả đều chết giống nhau. Hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc trống, hoặc chạy, tất cả chúng ta đều chết. Và cái cuộc sống nó ở một cái sự trạng mà Đức Phật gọi là không ai có thể điều định được với thần chết. Tất cả chúng ta không ai có thể thương lượng điều định với thần chết được. Và cái dòng cuộn chảy ra đang đưa chúng ta vào cõi chết. Nhưng mà chúng ta không có quan trọng về việc đó. Và bây giờ chúng ta chỉ quan trọng là ai thắng cử, ai đắc cử, ai hơn, ai thua,
và một người bên kia thua, bên này mình cảm thấy mình hả hê, mình hạnh phúc, rồi bên kia thắng thì mình bên đây sầu khổ. Nhưng mà thật ra cái thắng cái bại, cái hưng cái thua, và mình nghĩ rằng nó vĩ đại như vậy, không có gì vĩ đại, tất cả nó đều chỉ là một cái một cái dòng chảy, thành ra nó sự vận hành của nghiệp. Đến lúc cái nghiệp đó nó xảy ra như vậy thì đất nước phải có một cái vị lãnh đạo như vậy, và vị lãnh đạo như vậy sẽ đưa đất nước như vậy. Đó là dòng chảy của nghiệp chúng ta không thấy. Vì vậy đối với tất cả chúng ta, khi mà chúng ta học về giáo lý duyên khởi đó, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng nhận ra một điều rằng từ giáo lý duyên khởi cho thấy rằng cuộc sống nó không bao giờ đứng yên mà luôn luôn thay đổi. Và chẳng những nó luôn luôn thay đổi mà cái khả năng của chúng ta, cái đời của chúng ta, cái sự bực bội của chúng ta đôi khi nó vô nghĩa lắm, và rất là vô nghĩa cuộc sống. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tập thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành mà khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường truyền nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân tu sa phan su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu
pa ve na so ti hon tu ni ro ta rang ho tu sa pa tu mangala na 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 tu sa pa li va ta sa pa tha ma ru pa ve na so ti hon tu ni ro ta rang ho tu sa pa tu mangala na na tu sa pa li va ta sa pa sang ka ru pa ve na so ti hon tu ni ro Thank you.